chiêu thôi. Là tôi nói bị tóm gọn liền. Tụi nó quậy phá ở đây cũng lâu rồi, mà xui nha, gặp cao thủ như ông Tía nhà mình. Anh có biết á, nhờ vậy cái số tiền mà dành dụm của chị hai em bị dụ á, sẽ được trả lại đủ hết. Ờ, thì cũng mừng cho hai anh chị. Ừ. Nhìn hai anh chị tội nghiệp quá mà, trả lại số tiền là quá vui rồi. Ừ. Nè, bữa nay em nói anh chị làm một cái tiệc chung vui ăn mừng đi. Sao vậy? Phải chi mà hai gia đình của mình hòa thuận ha, thì bữa tiệc chung vui đó đã có anh và có bác Năm rồi. Em chỉ sợ là Tía em với Tía của anh cứ đấu khẩu hoài thì tụi mình... Em đừng có lo, anh sẽ ráng thuyết phục hai ông Tía của mình. Anh sẽ cố gắng, rồi thế nào hai ông Tía cũng cho mình thành đôi mà ha. Bảo Nam. Ủa gì? Ủa sao con? Con nói với dì là con, con đi dạo với Thùy An mà. Nó ở đâu mà con đứng đây? À, Thùy An đi dạo với anh Khang rồi. Thấy chưa, dì biết ngay mà. Đó, bây giờ hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, rồi bây giờ tự nhiên con đứng ở đây buồn hiu à? Sao con không về đi? Dạ con không sao. Con có nhiệm vụ là đưa An ra đây để giao cho anh Khang. Nếu như mà bây giờ con về mà không có An thì bác Sáu sẽ nghi ngờ, kỳ lắm. Oh my god, sao con tốt dữ vậy? Có nghĩa là con đưa người mình yêu đi chơi với một người khác, rồi con đứng ở đây, con đợi người mình yêu, rồi đưa về nhà để cho người ta khỏi hiểu lầm, đúng không? Dạ đúng. Miễn sao An thấy hạnh phúc thì con cũng thấy hạnh phúc. Ồ, cháu của dì bữa nay sao tự nhiên thấy tốt quá. Thấy cũng xót cho con. Nhưng mà thôi, đây là một cái tình yêu gọi là tình yêu cao thượng. Dì Thu ủng hộ con. Mà buồn quá ha, giống như cái bài hát gì mà chuyện ba người đó. Hai người vui vẻ bên nhau, còn một người lặng lẽ buồn hiu mà đứng nhìn. Thôi con ở đây đợi nha, dì đi về. Đúng là một người đàn ông good man. Đã gặp dì ở nhà nha. Ok. Thơm quá. Dạ. Thì mặt vui vẻ quá ta. Mới đi hẹn hò vậy hả? Dạ, đâu có hẹn ai đâu Tía. Đi ra ngoài chơi chút mà. Có giống sao mày? Nè, tao thấy hết rồi nghe chưa? Ngồi trên cái cầu ngay bờ ao, hai đứa mày với con An hí ha hí hửng rồi đùa vui đồ, đúng không? Tía, tôi thấy hết hả Tía? Ừ. Trời, Tía hay dữ vậy Tía? Tía rình ở đâu vậy? Trời ơi, rình, gì rình? Dạ không có rình. Mà sao Tía không không ra giống như mọi lần? Thôi mẹ ơi, Tía nói thiệt nha, yêu ai cũng được, con An con yêu cũng được. Nói chung là con yêu, con có tình yêu, con vui vẻ là Tía vui, vậy thôi. Vậy hả Tía? Chứ sao mày hỏi hoài? Chứ tao cản hoài, tao ngăn hoài, tao cũng mệt chứ. Tía không ngăn cản nữa hả Tía? Không. Trời ơi, vậy là Tía không có làm kỳ đà cắn mũi nữa hả Tía? Vậy nhưng mà còn bác Sáu, chuyện này Tía thì chịu rồi, nhưng mà còn bác Sáu thì sao? Tại vì từ cái vụ bé Kiều á, rồi bác Sáu giận dữ lắm hả? Bây giờ bảo đảm bác Sáu không chịu làm xui với mình đâu. Trời ơi con ơi, nè, cái chuyện á, cái chuyện nó cũng qua rồi. Nếu như con An mà nó đồng ý, nó dọn đồ về đây ở, nè, chỉ mở hết hai cửa ra nè, chỉ đón chào nó như một đứa con dâu thật sự. Còn cha Sáu Bảnh ha, dẹp không quan trọng, có cũng được không có cũng sao. Tuyệt quá, tuyệt vời, hoàng hậu Tía. Con vui lắm. Mà không vui được, còn Út An nữa. Út An không chịu vậy đâu Tía ơi. Út An chỉ muốn là hai bên suy gia cùng nhau vui vẻ, rồi uống ly rượu chúc phúc với nhau. Cũng kẹt quá.
Sao không thấy con Xuân nó qua nữa? Hay là nó nghe mình nói lẫy rồi nó không thèm qua luôn? Má! Hey, ơi quý trời đất ơi, trời đất ơi, trời ơi, là má hết hồn à. Ờ, con đưa Xuân về nói chuyện với má nè. Má, con xin lỗi má. Má tha lỗi cho con nha má. Vẫn im lặng, vẫn không nói gì. Vậy thôi, tụi con đi tiếp đi. Đi em. Má chưa kịp nói gì mà tụi bay làm gì gấp dữ vậy? Má, con xin lỗi má. Má tha lỗi cho con nha má. Từ giờ trở đi con không dám vậy nữa đâu má. Thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Má trông em lắm. Sự xuất hiện của em là cả một bầu trời sáng của má liền. Thấy chưa, vậy mà không chịu nghe lời anh. Vậy là vui nhà vui cửa rồi hen. Trời ơi, đang nhìn đồng lúa nó múc tầm mắt vậy, tự nhiên cái thứ gì đâu, nó chán án rồi thấy ghét. Đúng rồi đó, tự nhiên đang đi gặp quán gia ngõ hẹp nó bực bội, nguyên một cục đen thui thù lùi, một thứ không ưa mà gặp hoài. Ôi ta nay vừa rồi coi trên mạng á, có cái thứ tôm gì mà nó phá ruộng phá đồng đó, đem về nuôi. Nuôi rồi bây giờ người ta giết hết rồi mà trên áo vẫn còn đu mấy con. Anh Sáu, anh Sáu, bộ tụi con Thoa bị bắt hết rồi anh Sáu? Bị hết trơn rồi, còn đứa nào nữa đâu. Trời đất ơi, tôi nói thiệt á hả, ở xóm này ai cũng ngưỡng mộ anh hết trơn á, khen quá trời luôn á. Tôi á, ăn đám tuốt ở trên á, anh có biết không, mà mọi người khen anh á, khen quá trời luôn. Đúng rồi anh. Nhỏ mà. Đi tôi đi nha, tôi đi nghe. Hai má này cũng rảnh lắm, trưa nắng mà đi dạo đâu ngoài ruộng, xô gái xém chút lọt đậu ruộng. Sao lúc con tôi á, nó biết cái tụi đó bậy bạ nó tố á, rồi nó bị người ta đánh á, sao không khen ngợi, không ca ngợi nó đi. Giờ cha nội đừng có làm cái gì đâu mà khen chả bực bội. Chị coi tức không, tức mình không, thiệt tình luôn. Gì vậy, gì tức? Con người ta bị quýnh bơm cái đầu vậy đó, thấy không? Mà không ai chăm sóc, không ai lo hết. Trong khi đó người ta sáu bảnh có làm gì đâu, mà qua chăm sóc mà lo lắng cho ổng, có bực không? Thì tôi cũng như anh vậy, vì hạnh phúc của mấy đứa nhỏ cho nên mới kềm chế đó. Tôi nói cho chị biết nè, hồi đó tới giờ tôi chưa có chịu hạ mình với ai, tôi chưa bao giờ để cho ai lấn lướt tôi hết, lại càng không để cho người ta chọc quê tôi nữa. Mà hôm nay thiệt tình nó vì con cái mà phải hạ mình cái kiểu này. Thôi, nhịn chút có chết chóc gì đâu anh ha. Bây giờ á, tôi với anh cũng đã lỡ vì con mà nhịn rồi ha. Bây giờ mình hạ liêm sĩ xuống chút đi, qua bển ha. Rồi cái mình làm quà với ảnh cái đi anh Năm ơi. Chị Thạch. Thấy ngày mai tôi với chị qua bển nha. Qua nhà anh cha sao ảnh đi, chứ tôi đi mình tôi qua tôi ngại quá. Chị giúp tôi đi. Thì đi cả hai đi. Uống nước đi. Trà đó. Giờ tính sao đây? Ghê quá à. Có chuyện gì mà lộn xộn hết vậy nè? Ơi, tất cả các dây lục bình tự nhiên bây giờ nó ố hết trơn rồi. Không biết tại sao luôn á. Trời ơi. Chắc là hẹn mình á. Giao hàng. Giờ sao giờ ta? Giao hàng được. Coi á, coi sướng không? Coi sướng không? Già cũng có tay có chân, làm như liệt vậy đó. Liệt người ta lấy cái xe lăn người ta đẩy đi, để sao đàn bà con gái ta xách tay xách nách mang vậy mà coi được à, thấy ghê không? Em xách có mệt không, đưa anh xách phụ cho. Thôi cứ để cho Thu xách cho, tay của sáu bảnh đang bị đau mà. Không, đưa anh xách phụ cho, thấy em xách thấy cực khổ quá à. Đau thì đau chứ cũng ráng cố gắng được mà.
Thôi, để em xách cho. Cái vụ xách đồ này là do em tự nguyện mà. Mồ hôi mồ kê ra rồi nè, để anh chậm mồ hôi cho. Chậm mồ hôi hả? Cái gì à? Chậm mồ hôi. Bộ bị liệt hả? Tự chậm đi. Nhắm mắt là giấc mơ trưa hả? Nhưng mà anh nói là anh chậm mồ hôi cho Thu mà. Nói khác làm khác, được không? À, trời trưa trời trưa trật rồi. Đứng đây nói giận lân hoài. Về nấu ăn cho mấy đứa nhỏ kìa. Nhưng mà anh nói là anh thấy Thu vất vả nên anh thương mà. Tùy hoàn cảnh. Trời đất ơi, không hiểu nổi ông luôn đó ông Sáu Bảnh. Lúc về lúc khác. Người gì mà khó hiểu à? Anh nói đi. Đợt nguyên liệu làm hàng vừa rồi tại sao lại bị ố màu hết vậy? Em nói gì vậy An? Em có kiểm tra kỹ chưa? Em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Không có một sợi nào đạt chuẩn hết á. Phải, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Không có một sợi nào đạt chuẩn hết. Sao như vậy được chứ? Em nói vậy là quan cho anh lắm rồi. Bộ công thức pha chế từ lúc trước tới giờ anh làm y chang công thức của xưởng mình vậy đó. Nếu như mà có sai á, là sai ngay cái lô hóa chất mình mới nhập về vừa rồi. Anh chắc chắn điều đó. Vậy ở khu xử lý nguyên liệu ngoài anh ra còn có ai đó nữa không? Chỉ có một mình tôi là chịu trách nhiệm ở đó. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tôi chắc chắn 100% không ai phận sự, không được vào. Thôi được rồi, anh ra ngoài làm việc đi. Để có gì em gọi điện qua bên chỗ cung ứng hóa chất cho mình coi làm sao. Tôi xin phép. Alo, em nghe nè chị An. Chào em, chị muốn hỏi một chút về lô hóa chất xử lý lục bình mà xưởng chị mới nhập tháng rồi. Chị chỉ muốn biết là đợt này là cái lô hàng đó em có thay đổi thành phần hóa chất gì không? Mà lần này đem nhuộm nguyên liệu của chị nhuộm màu không được như trước mà bị ố vàng hết. Ủa, sao lạ vậy? Thành phần vẫn ổn mà. Nếu như bên em có thay đổi gì thì đã báo cho chị An rồi. Không thể nào giao hàng như vậy được. Vậy ngoài xưởng của chị ra còn có xưởng nào bị gặp trường hợp giống chị không? Ủa vậy hả chị An? Em chỉ mới nghe chị An nói là gặp trục trặc thôi đó. Các cửa hàng khác đều sử dụng hàng của công ty em vẫn bình thường và không có vấn đề gì hết. Thôi được rồi, để chị kiểm tra lại lần nữa coi lỗi nằm ở khâu nào. Nhưng mà nếu có xưởng nào bị tình trạng giống chị á thì em báo cho chị liền nha. Chị An yên tâm đi. Nếu như thật sự mà hóa chất ở công ty em có vấn đề gì á thì em sẽ cho thu hồi và bồi thường hợp đồng liền cho chị. Mình làm ăn với nhau lâu rồi thì chữ tín phải đặt lên hàng đầu chứ. Vậy chị cảm ơn em nhiều. Không có gì đâu chị. Nếu cần gì thì chị cứ gọi cho em nha. Ừ, chị biết rồi. Có chuyện gì mà chị căng thẳng dữ vậy? Không có gì em. Dạ. Người ta nói á, thành phần hóa học không có gì thay đổi anh à. Tại sao kỳ vậy ta? Chị Tám. Cho đi cà phê đá nè chị Tám. Rồi đợi chút anh Bảy. Đây cà phê của anh đây. Con gái anh sao rồi anh Bảy? Nó sanh xong rồi. Nó dọn về nó ở bên đây vợ chồng tôi luôn rồi. Vậy hả anh? Mà chị biết không? Sao anh? Vừa rồi đó nghe, tôi mới gây cho anh ông Toản một trận kịch liệt luôn. Cái gì mà gây mà cãi nhau nữa? Thì về cái chuyện đặt tên cho thằng nhỏ. Sao? Thấy không? Tôi là tôi muốn tìm cái tên nào cho nó đẹp, thấy không? Để cho thằng nhỏ, tôi muốn đặt tên cho thằng nhỏ. Nhưng chả nhất định chứ không chịu, chả muốn để cho đặt. Vậy nghĩ có tức không? Có chuyện gì từ từ nói nhau nghe. Cái gì mà hở chút cãi lộn, hở chút cãi lộn. Hai ông bởi vậy. Ý chị nói hai ông gì? Hai ông như chó với mèo hả? Tôi mèo, ổng chó hả? Mèo chó cái gì? Nè cái gì? Nè, tôi chó anh mèo là sao? Bà nói gì nghe không? Hai ông như thường ta. Người ta nói nhưng mà tự ông suy diễn. Ông bà mình nói câu là hai người gặp nhau như chó với mèo. Thì tôi mèo, ổng chó gì chị chửi vậy phải không? Tôi chưa có nói câu đó. Tại anh nói thôi chứ tôi nói bao giờ đâu. Thấy không? Chuyên môn suy diễn không thấy không? Rồi bây giờ anh đặt tên cho đứa nhỏ là sao rồi? Tôi nói bây giờ á, thấy không? Dù gì dù nó là con cha nó là nội bên nội thì bây giờ nó lấy họ cha nó lấy cha nó quyền đặt tên
bên ngoài cái gì đâu mà có quyền mà đặt tên cho cháu người ta. Nè, có cái quy định nào mà không cho phép nhà gái đặt tên không? Hả? Có quy định đó không? Thôi. Hơn nữa nè, ha, mẹ nó sinh ra nó, mà nó theo bên ngoại nó, hơn nữa là hộ khẩu của mẹ nó với nó chung một hộ khẩu, thì bên mẹ của nó có quyền đặt tên cho nó là đúng rồi. Ủa, mẹ nó sinh ra. Ừ. Hộ khẩu là nó ở với mẹ nó hồi nào? Mẹ nó vẫn còn hộ khẩu ở đây. Mà thôi bây giờ. Hộ khẩu ở đâu? Chưa có chuyển. Chưa có chuyển gì đâu phải là. Đâu phải nhất thiết là bây giờ mẹ nó hộ khẩu đó là nó phải là lấy tên, phải cái chỗ hộ khẩu này đặt tên mới được. Trong khi đó bên nó bên kia là bên nội nó không được đặt. Bây giờ làm sao? Giờ nói tóm lại là con ông đẻ cho ông đẻ đâu mà ông đòi đặt tới đòi đặt lui. Trời ơi bây giờ anh có nghe tôi hỏi không? Ổng á nghe. Tôi nói thiệt chị nha, mai là con ông đẻ chứ ổng mà đẻ một cái không ai mà dám vô giành đặt tên được với ổng. Thì đó bây giờ nè hai ông nè, bây giờ đặt tên cho nhỏ chưa, rồi khai sanh á, có làm gì chưa? Tôi đặt tên cho nó là thằng Tâm ha, bởi vì tôi muốn nữa sau này nó trưởng thành lên nó sống là một người có tâm ha. Sống có hậu á thì mọi người chung quanh đều thương mến nó. Vậy thôi mà ông không chịu. Còn anh đặt tên gì? Tôi đặt tên Tài, là tôi bao giờ tôi muốn là con tôi, cháu tôi là lớn lên á, thấy không, là phải có tài có tiền cho cuộc đời nó không có khổ, nghe không? Tâm hả? Tâm mà đói hả? Tâm mà đói thì tâm làm gì? Thôi, sống có tâm có đức mặc sức mà ăn. Sao đâu ra? Nè, sống có tâm có đức phải có tài nữa nha. Đừng nói. Nè bây giờ tôi hỏi chị nè, chị là người ngoài cuộc ha. Rồi, anh hỏi chị đi. Đó, hai cái tên vừa nêu lên, tên nào có ý nghĩa nhất, chị cho một câu đi. Thì bây giờ vậy nè, tôi nói cho hai anh nghe, hai cái tên này nó có đầy đủ ý nghĩa với nhau, nó có ý nghĩa như nhau, nhưng mà hy vọng rằng á, mình đặt tên cho con cháu của mình á, hy vọng á, là sau này nó sống đúng theo cái tên của mình đã đặt ra, nhưng mà chưa chắc cái tên nó sẽ là lỡ nó sẽ khác với bản chất con người nó sao, biết đâu chừng có nhiều người cái tên á, hiền thiệt là hiền mà giữ thế bà cố luôn đó, đúng không? Ừ. Tên Tòng nó Tòng làm gì Tòng, bãi Tòng, một Tòng nó lòi hầm ta bãi Tòng. Ê, đỡ hơn năm Tỏn. Tỏn, một Tòng nó lòi hầm ta bãi Tòng. Ê, đỡ hơn năm Tỏn. Tỏn sao? Tỏn nhảy sao? Nhảy xuống cái Tỏn. Ta cái tủng chứ ai Tỏn, không ai chịu nhảy cái Tỏn, cái tủng. Trời ơi, hai cha ơi, tôi lại hai cha đi. Tôi nhất định đặt cháu tôi tên là Tâm. Tôi đặt tên Tài. Tôi là Tâm. Tôi Tài đó. Giờ em chưa? Tôi lại hai cha. Sáng sớm vậy đó hà, cái quán tôi mới mở à, chưa có ai mở hàng hết trơn á, hai cha lại đây tính là làm cha hả, quậy hả, chưa có mở hàng gì hết trơn á, trời ơi, dạ đâu rồi mà còn như con nít vậy hà, không sợ tụi nhỏ nó nghe được rồi nó cười cho mang nhục à? Cái gì ai nhục? Thì nhục cái gì? Nè, nhục là hai thằng này nhục nè, không nhục thì thôi chứ mắc mớ gì tới chị mà chị nhục? Đúng rồi, nhục là chỉ hàng nè, hàng già này nhục, chị đâu có dính dáng trong chuyện này mà tự nhiên nó nhục là nhục sao? Là cái chuyện của người ta, con cháu người ta đặt tên thì kệ người ta, chị xí rồi làm gì? Rảnh ha, rảnh là lo buôn bán đi nè, quán vắng nè. Đúng rồi, không vô đốt nhang xin ông địa cho quán đông mà. Chuyện này chuyện người ta ở không làm gì, chị không phải tên Tám Điệu đâu, phải đặt cái tên chị lại đi. Tâm rảnh ha, về tôi anh về, tôi chưa uống gì luôn á. Kệ đi, đi quán khác uống đi. Cái gì vậy trời? Trời đất ơi, tôi can hai ông. Trời ơi, tôi dàn xếp cho hai ông, tự nhiên sỉ nhục tôi rồi chửi tôi vậy trời. Đúng là gì quan gia trái chủ. Gì mà bắt năm bắt bảy mới bước ra mà nói nhục gì ở đây? Trời ơi, hai cha mới làm loạn đây nè. Làm gì? Làm loạn. Ủa sao thấy cặp kè đi thân thiết lắm mà. Thì vậy đó, cặp kè với nhau vậy chứ lát quay ra là chửi nhau như chó vậy hả? Chắc má chọt gì hai ổng nữa chứ gì đó. Má là chọt cái gì? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, có chuyện gì má kể con nghe. Hai ông dành đặt tên cho con trai của con Hạnh với thằng Phúc á. À trời, vậy thôi mà cứ cãi nhau hả? Ừ. Rồi má đứng cửa giữa rồi má giảng hòa rồi má bị chửi luôn. Đó, bởi vậy. Bởi vậy má bị hoài má không rút kinh nghiệm. Mày nói hen. Thôi má bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ con nói chuyện này nè. Sao con? Con thấy á, quán mình lúc rài ế ẩm quá, hay là má coi má sang quán cho người khác đi. Cái tuổi của má đáng lý ra bây giờ người ta nghỉ hưu dưỡng già rồi đó. Bộ con muốn nói là má muốn kiếm tiền kiếm bạc gì sao? Chẳng qua là ở không, ở nhà buồn tay buồn chân. Má mở cái quán này ra để cho bà con hàng xóm, anh chị em gặp nhau nói chuyện cho nó vui vẻ, tâm sự hàn huyên cho nó vui vẻ. Chứ còn... Ai không biết vậy. Nhưng mai mốt á, má có cháu rồi á, chắc gì má còn thời gian mà lo cho cái quán của má nữa.
Thôi giờ ta coi kiếm người ta sang luôn bây giờ cho nó tiện cho nó gọn. Chưa chắc à. Tía vợ của bay á, tới bây giờ mà ông còn chặt dạ chặt lòng như vậy đó, không biết rồi mai mốt đó ha, vợ bay nó đẻ đó, ông có cho tao nhìn mặt nhỏ nữa không đó. Má đừng có lo, con nhất định sẽ tìm cách thuyết phục tía vợ của con. Má cũng biết tía vợ con mà, ngoài mặt thì ổng cứng rắn vậy thôi, chứ bên trong ổng sao má hiểu quá mà đúng không? Hiểu là hiểu, lúc ổng còn trẻ kìa. Chứ còn bây giờ ổng già, ổng sanh tật rồi. Trời đất ơi, khó ăn khó chịu chả hết sức nói luôn. Làm sao? Bây làm sao đó thì làm đi, chứ má thấy là lành ít dữ nhiều rồi đó. Má này cứ hay bi quan vậy không à. Bây giờ con nói má nè, má bình tĩnh đi, con sẽ tìm cách thuyết phục tía vợ của con. Nếu mà con nói không được còn con Út nữa chi, má quên rồi hả? Nhưng mà cái điều quan trọng nha, là con thấy vợ của con Xuân cũng có ý muốn về ở chung với má với con á. Vậy thì má bớt lo rồi. Thì đó, bởi vậy má đừng có bi quan nữa, sang quán đi má. Bởi vậy người ta nói sáng sớm cái hai cha tới đây làm loạn rồi, bây giờ còn bán buôn gì được nữa. Thôi dẹp quán đi, về nấu cơm. Dạ, có đi, gì á đi. Nè, nói anh Xuân nó qua ăn cơm với má. Con biết rồi, để con nói cho. Dẹp con, dẹp nè. Nghỉ thôi, không có bán gì nữa. Dạ thưa tía, con mới về. Dạ con thưa bác Sáu. Ủa bây về rồi hả? Dạ. Ủa rồi chị Hai về đâu? Dạ chị Hai nói là có chút chuyện nên đi gặp bạn rồi. Chị nói là nhà mình đừng có chờ cơm chị á tía. Nó qua nhà bạn nói được, chứ nó về nhà chồng nó tao giết nó chết á. Dạ. Gì? Con. Dạ dì Thu. Ừ. Sao hai đứa mặt buồn thiêu vậy? Dạ tại bữa nay trong xưởng có chuyện đó bác Sáu. Số nguyên liệu nhập hàng bị hư hết rồi, không kịp tiến độ giao hàng cho khách. Tụi con đang lo lắng lắm. Ủa sao vậy? Mấy lò hàng bị hư hết hả? Nhưng mà tại sao lại hư chứ? Dạ không biết là cái khâu xử lý hóa chất kiểu gì á, mà sau khi làm xong lục bình bị ố vàng hết trơn à. Rồi hai đứa có tìm hiểu kỹ lý do là sao chưa chứ? Dạ có, con có hỏi rồi. An có hỏi anh Phú, anh Phú nói là không có làm sai, tất cả đều đúng theo như hồi đó tới giờ. Với lại con cũng gọi bên cung cấp hóa chất cho mình, họ nói họ không có thay đổi thành phần gì hết. Mà ngoài xưởng của mình ra, còn lại là tất cả các khách hàng của họ không có ai báo cáo gì về sai phạm này hết đó tía. Ủa sao ngộ vậy? Sao ai cũng chối quanh hết vậy? Người mà xử lý hóa chất á, họ khẳng định là không có sai. Rồi tất cả những hóa chất á, thì không có bị gì hết, thì tại sao lại bị hư? Không lẽ xưởng có gas? Là cái gì? Má. Mà có đâu ra, nó bay tầm bạ. Ê, hay là có người cố ý chơi mình không? Dạ lúc nãy trên đường về tụi con cũng có nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, người ở trong xưởng toàn là bà con chòm xóm không à. Không lẽ lại đi hại mình hả tía? Trời, ở đời mà ai biết được. Ông bà có câu là dò sông dò biển dễ dò, chứ nào ai mà lấy thước mà đo được lòng người. Nhiều khi không biết được à nghe, không chừng à. Cô Thu nó có lý đó. Bây giờ hai đứa cứ âm thầm theo dõi công nhân nha. Nhất là ở cái câu xử lý. Còn con An, con lựa lời thương lượng với khách hàng, cho mình trễ thời gian chút thử coi được không nè. Với lại mình coi mình tính bớt phần trăm cho họ, đặng giữ mối mận. Dạ con biết rồi tía. Mà ngộ trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà chị Hai bây còn đi chơi được, hay thiệt. Thôi bây giờ vậy đi. Tôi quên nữa, tôi dọn cơm xong hết rồi đó. Bây giờ mọi người vô ăn cơm đi, rồi tất cả chuyện gì từ từ mình tính nghe. Dạ. Con vô nha. Má ơi, má để con làm cho má. Thôi, con đang bầu bì mà để má làm cho. Không thôi má kêu Lộc nó xuống phụ má. Lộc ơi xuống phụ má nè. Lộc ơi để con bếp cơm cho. Để má. Trời ơi cái gì kỳ vậy trời. Con là con ruột của má mà. Nè ăn đi con. Để cho má. Để má. Má gấp cho. Nè ăn đi con. Ăn đi. Má để con tự gấp đi. Cơm nguội hết rồi, để con bới cho má. Không, dạo này làm như má đổi tánh nha. Má thích ăn cơm nguội, ăn cơm nóng cái nó nhiệt dữ lắm. Ăn đi con, ăn đi con, ăn đi.
Ủa gì ngộ vậy trời? Ăn đi con, ăn đi con. Con vẫn còn tồn tại trên thế gian này mà. Con ngồi thù lù một đống nè nha. Mày là con ruột của má đó nha. Giết rồi má cho thằng con ruột của má ra rìa luôn ha. Già rồi còn ganh tị với vợ con nữa. Má phải lo lắng cho vợ bay, vì nó đang mang cháu nội đích tôn của má. Rồi cháu nội của má nó trách là không thương má đó. Rồi khổ nữa. Rồi chăm sóc con dâu đi. Thôi nè con ăn đi, ăn đi. Gà nè con ăn đi. Rồi nè, để con tự nè, nè cá nè con ăn đi. Con ăn cá đi con. Ăn ăn đi. Cảm ơn má. Vô đi con. Trời ơi. Nè Liễu, nói nghe. Tới đây làm gì vậy hả? Ai cho phép anh tới đây? Tôi gọi cô hoài không được, cho nên tôi tới đây. Bộ tính của tiền tôi hay sao? Nè, cái mặt tôi giống như thất tính lắm hả? Tại vì á, điện thoại tôi hết pin, tôi để trong phòng sạc rồi, tôi không nghe được thôi. Thôi thôi, không cần giải thích nữa. Dù sao tôi cũng gặp cô rồi, trả tiền công cho tôi đi, tôi cần gấp. Ok, tôi đưa anh liền. Đưa đây. Anh quá. Làm ơn làm phước đừng có tự tiện tới đây được không? Cô Liễu nó quen thằng này. Làm ơn nha, nhận tiền rồi thôi nghe. Ngậm cái miệng lại cho tôi nghe chưa. Cô yên tâm đi, tôi không muốn dây dưa với cô hoài đâu. Đúng là cái hạng người. Chú Năm. Trời ơi chú Năm, làm gì mà tự nhiên chú xuất hiện sau lưng con vậy? Làm con hết hồn à. Thằng này tôi thấy nó quen quen. Hả? Như là hình như là nó làm ở trong cái xưởng của công an. Mày quen nó hả? Hả? Mày quen nó hả? Ảnh làm trong xưởng của công an á hả? Ừ. Con đâu biết đâu. Đó. Tại vì á, con lần con đi lạc, ảnh giúp con, cho nên á con quen ảnh thôi chứ con đâu biết ảnh đâu. Giúp cái gì? Chú hỏi gì kỳ quá. Ngộ ghê, thì con nói con đi lạc, ảnh chỉ đường giúp con đó. Nè, cái thằng này á, là nó là cái thằng là nó không đàng hoàng đâu. Nó xách động công nhân ở trong đó là đòi tăng lương. Đó, rồi sau đó hả? Rồi nó bị đuổi. Nó quậy tùm lum hết á. Úng sùm hết á, mày không biết chuyện này hả? Ai biết đâu, con có biết gì đâu. Có phải mày dính dáng tới chuyện công an không? Hả? Con á hả? Con á là con không ưa nó, mắc mơ gì con dính dáng tới nó chứ. Không ưa, không ưa mới dính đó. Xúi thằng này nè, thấy không? Rồi nó làm hư cái nguyên liệu của xưởng người ta, đúng không? Chú Năm này, chú, bởi vậy chú đừng có quy chụp con nha. Con có biết cái gì đâu mà con phá. Với lại á, bộ con gặp ai ở trong xưởng đó là con đều hại nó hết trơn á hả? Chú á, bởi vậy chú nói chuyện chú suy nghĩ sao? Chú vô quan cho con tội nghiệp con. Chú là chú ruột của con, chứ phải chú công an đâu mà suốt ngày binh vực nó hoài vậy hả? Nãy mày đưa gì cho nó vậy? Tao thấy mày cầm cái cục gì mày đưa nó đó. Cục gì? Cái cục gì mày đưa nó ai biết? Trời ơi, là cục chocolate. Chocolate. Thì con cho ảnh chocolate ảnh ăn thôi, có gì đâu. Tại vì ảnh giúp con chưa có trả ơn gì hết. Bây giờ cho ảnh chocolate đi ảnh ăn, đúng không? Hả? Thôi không có gì nữa con đi nha. Con nói là con không có dính dáng gì tới mấy người đó đâu, chứ đừng có hỏi con nữa nha. Mệt quá. Dạ má. Vậy vợ chồng con về luôn nghe. Dạ má. Trời ơi, dạt tôi ra rồi chen vô. Trời ơi, sao không ở đây nói chuyện với má một chút, để má nói chuyện với cháu nội má. Má, tại nãy con nói xạo. Con kêu Út An ở nhà, nó nói xạo với tía là con qua nhà bạn chơi có một chút à. Mà bây giờ nãy giờ lâu rồi má, lỡ mà ngồi lâu má công tí con sinh nghi là lớn chuyện. Thôi được rồi, lọc con đưa vợ con về đi, để không thôi má sợ cái miệng của tí vợ bậy quá. Dạ bữa khác rồi con dẫn vợ con qua nghe má. Con về. Đi nghe. Đi em. Dạ. Khoan đợi má tí. Nữa trời đợi tí ơi. Đợi xíu. Thấy chưa, đúng là trong cái rủi có cái may. Em mới vừa gây ra chuyện ha, nhưng mà má hiểu, má thông cảm, má bỏ qua hết.
Bây giờ cưng em còn hơn cưng trứng ngỗng nữa. Anh ganh tị ghê luôn á. Gì trứng ngỗng? Gì? Trứng ngỗng mà để tôi ăn á hả? Ừ đúng rồi, có bầu ăn trứng ngỗng chứ. Tội nghiệp má quá. Tự nhiên giờ thấy thương má ghê luôn. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng anh ha. Bây giờ anh chỉ còn một ước nguyện nữa thôi. Anh ước làm sao cho tía cho phép anh rước hai má con về ở chung với anh á, là anh hạnh phúc lắm luôn á. Đây. Thấy chưa, biết lắm mà. Mớ đồ chua. Nè má cho con nè, cầm đem theo đi. Đàn bà có bầu có bì dễ thèm sản lắm. Ăn đi con, đồ chua đó. Cảm ơn tâm, má. Vợ con không ăn con ăn cho. Cái thằng này á. Thôi mình đi. Dạ, ăn với vợ vậy đó. Con về nha má. Ừ, con về nha. Đi. Đi từ từ thôi. Dạ. Đỡ, vợ con, Lộc ơi. Thôi, đưa em tới đây rồi em vô nhà đi. Anh không có dám vô đâu. Đứng đây sớ rớ hồi là tía ra là chết luôn á. Không có đâu, em thấy ở trọng yên ngắn quá. Chắc tía đi rồi. Thôi, không sao đâu, đi vô nhà đi. Vô nhà đi mà. Trời ơi, trong nhà nhìn đáng sợ thiệt á. Đưa em vô tới tận cửa đi. Rủi tía thấy hành sao? Cứ vô đi, có gì đâu, đi. Thôi tới đây được rồi, thôi đi về nha. Bữa khác nha. Thôi. Núp đi. Dạ thưa tía, con mới về. Mới về hả? Dạ tía. Qua nhà bạn chơi sao giờ, tới giờ này mới về dữ hả? Dạ tại bạn con với con nói chuyện hợp quá cho nên là giờ con mới về luôn đó tía. Ừ, bạn bè hợp vậy là tốt quá. Dạ. Nói chuyện mà gì mà vui dữ mà về tới nhà vẫn còn vui vậy? Dạ nói chuyện chuyện gì cũng nói trơn á tía. Chuyện thời sự lúc này căng thẳng dữ lắm luôn á tía. Chuyện dịch corona dạo này căng dữ lắm luôn á. Rồi biết nói chuyện để phòng chống dịch là tốt rồi. Đem gì vậy? Dạ, cái này hả? Dạ nhỏ bạn con nó nói là con có bầu có bì cho nên là nó mua cái này cho con ăn. Bạn con dễ thương lắm tía. Bạn mày tốt quá ha. Nó ở đâu? Bạn con nó ở ở tuốt ở trên Sài Gòn á tía. Hồi nãy con với nó nói chuyện xong là nó bắt xe chạy tuốt lên Sài Gòn luôn rồi. Chơi bạn xa dữ vậy hả? Dạ thiệt, bạn xa lắm. Thôi xa mà tốt là được. Dạ. Tía nói con nghe, ông bà mình có câu rồi, ăn thì lựa miếng cho ngon, chơi thì lựa chốn cho giòn mà chơi. Lựa bạn bè cũng vậy, mà lựa chồng á cũng vậy nha. Lấy chồng là phải lấy cái thằng cho nó đàng hoàng, gia đình nó phải hiền lành. Chứ còn bây lấy ba cái thằng mà thích thì nó cho ở, không thích nó đuổi về. Cái ngữ đó là cái ngữ mà không bao giờ chơi được. Tía nói mày nghe, tao á, tao dễ thì tao cũng rất là dễ, mà tía khó thì cũng khó dữ lắm. Miễn sao bây đừng để sau này á người ta nói này nói kia cái gia đình này là không có được nha. Còn bây á một lần rồi đã đuổi về nhà một lần rồi thì nhất định không bao giờ quan hệ rồi lú cái đầu qua bên bển chi nữa. Cái ngữ đó là cái ngữ không chơi được, hiểu chưa? Dạ tía. Nghe chưa? Dạ nghe. Vô nhà. Dạ. Vô nhà. Biết rồi. Dạ. Vô đó. Ừ. Nhắn tin xa đó hả? Mày nhắn tin xa đó chứ gì? Bà nội mày. Bà nội mày. Hụt rồi. Tía. Cái dép hụt cho cái guốc không hụt cho mày. Tía. Mày hụt không? Lừa lọc tao hả? Trứng mà mày đặt khôn hơn con vịt. Ngu. Trốn ở đâu không trốn đi, trốn ở đây. Giờ dép tôi đâu nữa rồi trời? Cái đầu dép nó nằm ở chỗ nào? Cái thằng ôm dịch kia. Dạ tía mang đỡ đôi này đi tía. Trời ơi, cái đôi đó là đôi dép dự trữ, đôi dép để mang đi ngủ. Đem vô. Dạ. Mày chết mày với tao à.
Anh Sáu. Gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Bà làm y như nhát ma người ta. Tôi hỏi anh làm cái gì mới đúng á. Anh làm cho tôi hết hồn hả? Tôi thấy anh ngồi suy tư như vậy, anh đâu có để ý là tôi ngồi kế bên anh từ nãy tới giờ. Suy nghĩ chuyện gì nữa vậy? Chuyện con cái hả? Anh Sáu nè, tôi nói thiệt nha, anh đừng có suy nghĩ làm gì cho nó mệt. Nó nặng lòng ghê lắm. Bây giờ anh cứ cởi mở tấm lòng của anh ra đi, cho hai gia đình hai bên thuận thảo như vậy, có phải là vui vẻ hơn không? Anh mà suy nghĩ như vậy á, con Xuân á, nó cũng suy nghĩ như anh rồi nó buồn. Với lại bây giờ á, nó đang có thai nữa. Nó suy nghĩ hoài sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng của nó. Thì tôi cũng biết như vậy, nhưng mà cái chuyện này á, tôi không suy nghĩ không được. Nếu mà anh thương con Xuân á, thì bây giờ tự động anh đi hòa giải trước đi. Không được. Sao vậy? Tôi hỏi cô nè, bây giờ mà tôi đi hòa giải với bà là cái mặt tôi á cắt bỏ ở đâu đây? À, tôi nói cô nghe, xui gia với nhau rồi hết lần này tới lần khác, cái bà đuổi con Xuân về nhà này, đây là lần thứ hai rồi, gia đình tôi cũng phải có mặt mũi của gia đình tôi chứ. Tôi biết như vậy rồi, nhưng mà bây giờ con cái nó đã lớn rồi, nó có cuộc sống riêng của nó. Ừ thôi thì vấp ngã hay là vui sướng khổ đau gì đó, tự nó chịu, tự nó lo. Anh á, đâu có lo được cho nó suốt đời. Rồi mai mốt đó anh chết anh già đi, ai sống mà để lo cho nó? Tôi nói thiệt với cô nha, nếu được lo cho con tôi cả đời thì tôi cũng lo nữa. Bởi vì cô chưa làm cha làm mẹ, cô không có biết đâu. Khi cô làm cha làm mẹ rồi cô mới biết, con mình nó dù nó lớn khôn cỡ nào, dù nó có lập gia đình, nó có con đi nữa, nhưng trong mắt cha mẹ con cái mình, nó vẫn như cái thời thơ ấu vậy. Nó có chuyện gì nó vẫn cần cái vòng tay của cha mẹ nó. Cô không hiểu đâu. Hiểu. Tôi hiểu anh là một người đàn ông tốt. Anh là một người đàn ông bề ngoài sắt đá, nhưng mà trái tim của anh rất là tình cảm. Mà khổ nỗi là tôi lại thích những người đàn ông có trái tim tình cảm như vậy. Cho nên tôi suy nghĩ mà. Xin lỗi, tôi đi toilet. Sao? Sao vậy ta? Mình cũng có sắc đẹp. Sắc đẹp của mình là thuộc hạng không tầm thường. Chỉ có điều là cái não của mình hơi bất bình thường một chút xíu thôi. Vậy mà sao ảnh lại chê mình ta? Ảnh không phải là người đàn ông mắt xanh, cho nên mình không lọt vào đôi mắt xanh của anh ấy được. Bởi vì anh ấy có đôi mắt màu đen. Thưa tí dấu yêu, con đi chơi. Ê, khoan, đi đâu con? Đi đâu vậy? Con đi chơi với bà An. Hình như con Liễu nó có qua lại với người đàn ông nào mà làm chung xưởng của con An. Vậy hả tía? Tía biết luôn hả? Chuyện là sao vậy tía? Thì tía cũng mờ thôi chứ không biết rõ. Nhưng mà tía bữa tía có thấy là con Liễu nó nói chuyện với cái thằng này. Nó nói chuyện với cái thằng đàn ông này. Mà tại vì xa quá tía không nghe nó nói chuyện gì. Cái thằng này á là hình như là ngày trước á, nó là cái người cầm đầu nguyên cái đám công nhân á, quậy chủ để mà đòi tăng lương gì đó. Sau đó nó bị đuổi khỏi cái xưởng này. Thằng này là nó tên Tính, mà nghe đâu là nó cờ bạc dữ lắm. Tía nhìn thấy nó luôn hả tía? Hình dáng nó sao tía? Hình dáng của nó để tôi tả coi. Cao á thì nó không có cao. Cao? Không cao. Mà lùn thì nó cũng không có lùn đâu. Lùn thì không lùn. Ốm cũng không ốm. Ốm. Mà mập thì không được mập. Mập thì không mập. Sao giống hình vuông vậy tía? Tao tả làm sao hồi tao cũng rối quá. Thôi thì tả khuôn mặt đi, khuôn mặt là tôi nhớ khuôn mặt. Đó, khuôn mặt có đặc điểm gì tía? Khuôn mặt mà điểu dễ làm tao nhớ lắm. Dạ. Cái mặt nó nghe. Mặt nó còn để ý là nó có một vết thẹo. Vết thẹo. Mà cái mặt nó điểu lắm, nó điểu lắm. Ghê vậy tía? Ừ. Thì bây giờ con phải làm sao tía? Rồi, bây giờ nè. Dạ. Con gặp An đi. Con hỏi An. Hỏi coi á là có cái người đàn ông nào mà ngày trước làm ở đây mà bị đuổi hay chưa? Dạ.
Tại vì cái xưởng này á, cũng đàn ông cũng ít lắm, chủ yếu là nữ là nhiều. Thì chắc khổ vậy cho An nó biết. Dạ, tía. Ừ. Con đi nha. Con đi gặp An con hỏi liền. Con đi tía. Ừ. Thằng này đi đâu mà lâu dữ vậy trời? À, nó tới rồi. Anh ruột. Mày đuôi hả? Tao đứng ở đây mà mày không thấy sao? Mày làm gì dữ vậy? Có ai theo không? Dạ không có ai đâu, em chắc chắn là không có ai hết á. Mày cẩn thận đó nghe. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Mày 1 triệu, tao 1 triệu. Thôi, tao đưa mày 2 triệu luôn nè. Em cảm ơn. Đó, tiền dạ. công của mày đó. Dạ, lần sau á, mấy cái vụ thơm thơm này, anh ruột nhất kêu em. Yên tâm đi, trời ơi. Tao mà làm mấy vụ sau á, tao có cơm là mày cũng có ấy mẹ. Có ấy là cái gì? Ý tao là có cháu đó. Tao có cơm, cháu. Mày có cháu. Mày đừng có lo. Dạ, cảm ơn anh ruột. Có gì tao liên lạc với mày. Dạ, dạ, dạ. Thôi bây giờ mày về đi. Để một hồi có ai thấy rồi phát hiện ra rồi lộ nữa. Để đi. Dạ, dạ, dạ. Em đi nha anh ruột. Ê, đỡ nè. Tiếp nữa nè. Ê, ê, để tôi phụ cho. Đỡ phụ coi. Cảm ơn nha. Cái tên Tính kia đúng là người mà Tía kể với mình lãng ra đến gặp chị Liễu. Còn người kia thì làm ở sửa gốc An. Chị Liễu qua lại với tên Tính. Liễu dính dáng gì tới nhau không? Theo dõi tiếp. Con qua đây con phải canh Tía con dữ lắm luôn á. Phải đi đường xa luôn á. Con phải đi đường vòng vậy nè. Con sợ Tía con bắt gặp con qua đây thăm má đó. Coi ổng có đi theo không con? Dạ không, không có thấy Tía đi theo. Đi đường này nè. Tao đẻ ra mày chứ mày đâu có đẻ ra tao. Tao nói cho mày biết nha. Mày đặt hả, mày đi một vòng đường kia rồi mày biết mày băng qua đường ruộng để mày vô đây hả? Ai cho mày về cái nhà này? Con canh Tía đi ruộng rồi con mới qua mà sao Tía hay dữ vậy? Tao không hay, tao đâu phải là cha mày. Hả? Ai cho mày về cái nhà này? Ê, dạ. Sao? Anh nói gì kỳ anh sao? Hả? Anh nên nhớ là anh gả con anh về nhà tôi rồi. Mà con gái gả đi là con gái của nhà người ta, đúng không? Anh không có quyền gì mà anh không cho nó qua nhà tôi hết trơn á. Bà đừng có dùng cái câu đó với tôi nha. Bà mới là người không có quyền đó. Tôi nói cho bà nghe nha. Con gái của tôi gả đi rồi, nhưng mà bà nghĩ lại nha. Sao nghĩ? Lúc nó gặp chuyện, gia đình bà có lo gì cho nó không? Hay là gia đình bà tìm cách tống cổ con tôi ra khỏi nhà? Hả? Bây giờ ở đó bà đi giành con với tôi. Tía, chuyện dù gì cũng qua rồi mà tía, tía đừng có nhắc nữa. Qua cái thù lôi. Anh xui. Vẫn còn rành rành ở đó. Nè, tôi nói cho bà nghe nha. Bây giờ không những là tôi đem con tôi về, mà tôi còn có cái quyền này nữa nè. Tôi muốn gả nó cho thằng nào tôi gả. Bà tía. Không được ý kiến đó kìa. Trời ơi, tía nói gì mà kỳ vậy tía? Anh xui. Anh xui ơi, em xin lỗi anh xui, anh bỏ qua. Em hứa, em hứa từ đây em sẽ coi nó như là con ruột của em vậy đó anh xui à. Nhờ anh bỏ lỗi giùm cho em nghe. Thôi đừng nói gì hết, bà hứa từ đây hả? Bà hứa từ đây mà bước vô tới cái sân kia là bà khác rồi. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời nha. Cuộc đời của bà, tôi nói thiệt với bà, không ai đi guốc ở trong bụng bà bằng tôi đâu nha. Cái tính khí của bà không bao giờ thay đổi được. Còn riêng bản thân mày nha. Dạ. Nếu mày cảm thấy mày ở đây được thì từ nay trở đi mày đừng kêu tao là cha mày nữa. Vậy thôi. Tía, anh xui. Tía đợi con nha tía. Mẹ. Xuân. Xuân à. Tía ơi. Sao bệnh ơi. Trời ơi, thằng cha già khó chịu. Không biết tại sao hồi đó mà tôi lại thương ông nữa à, ông Sáu Bảnh ơi. Bữa nay sao anh có vẻ suy tư quá vậy? Bộ có chuyện gì hả? À không có. À, chuyện ở xưởng của em sao rồi? Em có hỏi với người ở xưởng của em chưa? Hôm bữa xảy ra chuyện đó, em mới gọi anh Phú tổ trưởng lên hỏi rồi. Nhưng mà không tìm ra được gì hết. Em không nghi ngờ gì luôn hả? Em thấy anh ta vẫn bình thường, vẫn làm việc tốt, không có biểu hiện gì hết. Nhưng mà
với. Mình có nên nói việc mình thấy Tinh Tính qua lại với người làm ở xưởng của An không? Giờ vẫn chưa có chứng cứ gì việc họ liên quan đến sự cố gì rồi của xưởng An mà. Thôi để từ từ nói vậy. Anh Khang. Anh đang nghĩ gì vậy? À không có. Anh đang nghĩ là cái sự cố xảy ra ở xưởng em á, em phải hỏi Khâu Quá Chất nữa. Em phải điều tra cho kỹ càng. Thì dĩ nhiên rồi, em đang điều tra đây, chứ em đâu có chơi đâu. Nhưng mà nói thiệt. Cái gì? Em đói quá à, kiếm gì ăn đi. Đói à, đi thẳng luôn. Muốn ăn cái gì có cái đó, quẹo lửa. Anh đãi em đúng không? Còn phải nói. Ủa tía, tía vợ con mới đi chơi vậy hả? Đi chơi vui không? Tao không có rảnh rỗi đi chơi ha. Tao đã dặn mày rồi, tao đã cấm mày dẫn con Xuân về tới nhà của má mày. Tại sao mày cũng dẫn qua? Dạ con. Con cái gì hả? Riết hầu tụi bay coi tao như cái đồ chết rồi vậy hả? Nếu mà mày còn dẫn con Xuân về nhà mày một lần nữa nha, từ nay tao cấm mày gặp con Xuân luôn đó. Tía ơi, tía đừng có cấm vậy, tội nghiệp con mà tía. Tía đừng làm vậy mà. Mày biết cái gì mà mày nói? Thà tao ác bây giờ còn hơn tao để con tao về bên bển. Con tao bị hành hạ, lúc đó tao còn bị đau hơn cái ác này nè. Nhưng mà tía ơi, tía không thương tụi con thì tía cũng phải thương bé Hương với lại đứa bé trong bụng sắp chào đời nữa tía. Nó cần phải có nội có ngoại mà tía. Thôi khỏi ha. Bây giờ con này nó về nó ở với tao ha. Nếu nó đẻ nhà tao, con bé Hương cũng ở nhà tao, thì tao thương là được rồi. Chỉ riêng mày tao không thương, còn má mày không bao giờ thương. Yeah. Tía tính ghê vậy. Thôi đi về, tía kêu rồi kìa. Đi về. Mày đi đâu được đó? À, con bị liệu. Yeah. Đi về đi, lộn tùm lum tà la. Đi theo được không? Chà. Ủa, anh đứng đây làm cái gì vậy? Nhìn yêu đời quá ha. Đúng là người đang yêu. Có khác ha, nhìn phơi phới vậy nè. Ủa, anh thấy em mắc cười lắm hả? Ừ. Tía đâu, tía em đâu rồi? Chưa về nữa. Anh biết không, em qua em gặp anh Khang, hai đứa em cũng bàn về chuyện ở xưởng thôi. Nhưng mà nói thiệt ra, yêu thì khi quay lại tụi em cũng có vui thiệt đó. Nhưng mà tía không đồng ý cho nên em thấy cũng không có trọn vẹn lắm. Anh thấy đâu có sao đâu. Không biết bây giờ mình dùng kế đi. Kế gì? Em tuyệt thực, khỏi ăn nữa. Cái gì? Cho tía em sợ. Thôi đi, không có được đâu. Được. Thiếu gì cách tự nhiên bắt em tuyệt thực à? Em á là cái đứa thèm ăn lắm, em sợ là em chết trước khi tí em đổi ý á. Có anh đây mà em sợ gì? Thì mình làm khéo léo một chút. Khéo léo làm sao? Trước mặt tí em thì được có ăn. Đó, trước mặt bà Sáu em được có ăn. Vậy tí nói là phải... tí lo cho mày. Chứ tao lo gì cho tao? Hả? Mà sao mày ngu dữ vậy? Nói bao nhiêu mày cũng không nghe. Hả? Bao nhiêu lần rồi, cái hệ dụ dỗ ngọt cái là bắt đầu nghe lời ta. Mày đâu có thương tao. Con xin lỗi tía đừng chửi con nữa mà. Tao không chửi mày mới lạ đó. Ngang, tao làm là vì mày. Tự nhiên mày len lén mày mò qua bên nhà con mẹ Tám để cho người ta coi tao ra cái mặt mũi gì hả? Con xin lỗi tía. Bực bội quá mà. Tía đừng chửi nữa mà tía. Con biết lỗi rồi mà tía. Ê, dạ. Đi đâu đây? Dạ. Đi đâu đây? Dạ. Ê, mày có biết là mày thiếu tao biết bao nhiêu không? Hả? Dạ em. Sao lâu quá mẻ quá mày thăm dạ, tao mày? Em thiếu anh 200 triệu. Dạ. 200 triệu dạ. Lận nha. Dạ. Dạ em biết. Rồi giờ sao? Đi đâu? Dạ. Em tính mượn tiền cho em đánh tiếp. Hả? Mượn nữa hả? Dạ. Rồi định chừng nào trả? Dạ. Lãi suất thì bạc 30. Em... Rồi sao? Em sẽ trả cho anh tiền lãi cũ. Còn tiền lãi mới em thắng em sẽ trả anh liền. Rồi giờ dạ. Mày mượn nhiêu? Dạ em định mượn 10 triệu à. Mày dạ, mượn dạ, tiền dạ. Nghe hay quá ha. Dạ. Đảo dạ, quá ha. Dạ. Mấy lần trước mày cũng nói y vậy mà. Rồi mày có thắng không? Anh giúp em một lần này nữa đi. Một lần nữa thôi. Em hứa một em lần thôi anh liền. Dạ. Một lần thôi. Dạ. Một lần tao nữa. Cho mày mượn một lần này nữa. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Ê, từ từ mày.
như lần trước thôi. Dạ 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 em biết rồi, em biết rồi. Nói y như hôm bữa. Dạ camera ngược rồi anh. Ồ xin lỗi mày. Dạ. Tao sai. Được chưa? Rồi nói đi. Dạ hôm nay dạ tôi là Phú. Tôi có mượn anh Tuấn Anh đây 10 triệu. Ảnh giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, chứ anh không có lấy lãi lấy lợi gì được, hết. Được đó. Dạ xin cảm ơn. Xong ha. Cảm ơn anh, em đi. Nói là phải giữ lời nha. Dạ 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 em nhớ rồi. Kỳ này mày không trả mày biết tại tao. Nghe nói ở trong vườn này có nhóm tổ chức đánh bài. Vậy là cha Tính với cha Phú này mê cờ bạc. Mình theo dõi một tên phát hiện một tên nữa. Đi về, cả mắt công tụi nó biết. Ôi đừng có chặt quá, chặt quá cái này nó giọt đó. Phải rút nó lại. Vừa tay thôi, nói chung là vừa tay thôi là được rồi. Rồi đem hẹn qua kia đi. Rồi, xong rồi đem lại chút đi. Dạ này có ba lần lên tay quá ha. Giỏi ghê. Cái này ông đo. Càng ngày phải càng lên tay. Ủa nó nghe làm gì? Nhìn nè, có lên không? Lên. Chưa. Cũng hớn luôn á. Cũng lên. Có ạ. Chưa qua đâu là nó chừng lọc. Nó chừng lọc. Vậy vậy? Không chặt rồi. Nhanh lên, mình đi không kịp hẹn đấy nha. Đâu có bị lợn. Vậy? Để đi. Học luôn. Em thấy được nè. Không, em thấy được. Em không được. Đâu? Trời, dòng màu xíu nữa. Thấy được. Cũng được. Ủa, phải sáng thấy có màu mà. Thôi tập trung làm đi. Mà không cho lên màu. Anh theo dõi từ sáng tới giờ. Ê, nghe nói là đợt này thấy mọi người ai cũng làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, không có ai nề nã hết. Em cũng thấy vậy. Mọi người ai cũng gắn bó với em từ lúc mà xưởng còn bé xíu tới giờ. Em không tin là họ không có chút tình nghĩa mà hại em đâu. Vậy mà bây giờ em phải suy nghĩ một trong số đó chính là người xấu. Thiệt lòng em không cam tâm. Anh nghĩ bà Sáu nói cũng đúng. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách duy nhất, tiếp tục theo dõi để xem tình hình như thế nào. Ừ, dạ. An ơi, An. Dạ. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Cái cọng nguyên liệu bị ố vàng á, mình có thể tái sử dụng lại được. Tái sử dụng bằng cách nào? Anh chỉ mới là suy nghĩ thôi chứ anh chưa có thử nghiệm. Nhưng mà anh định làm gì? Để em nghe nha. Thì anh nghĩ vậy nè, những cái sợi bị ố vàng á, anh sẽ sàng lọc ra, rồi mình sử dụng hóa chất, xong rồi mình sẽ pha chế lại, xong mình ngâm nó vô để cho nó tẩy cái ố vàng ra, hy vọng giúp được cho xưởng, đỡ thất thoát cho công ty của mình. Em nghĩ đó cũng là một ý kiến hay đó. Rồi anh cứ đi thử nghiệm liền đi. Nếu mà cần gì hỗ trợ thì anh cứ nói em với anh Nam. Tôi đi, anh đi làm liền. Dạ. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Alo, chị nghe nè. Ồ, thì bây giờ đang chán quá nên đi ra ngoài cho khuây khỏa đi nè. Ok cưng, chị gặp nhau ngoài quán nha. Ok, ok cưng. Chuông đồ chùa xa, chiều tan trường về điệp cũng lang chung bước. Cuối nẻo đường đi đôi bóng hèn mùa thi, lang khóc đời người đi. Lần cuối gặp nhau lang khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình.
Nếu duyên không thành, Điệp ơi lang cắt tóc quên đời gì anh. Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên người em gái nhỏ chốn quê xưa đang dò dò. Nín đi. Bà hát mà bà đâm ha, vỏ lãi tắc láng ngang xà lan rồi lủng hết. Hát mà đâm xuồng bể không. Lan bị ẹo lưng rồi. Đỡ Lan lên. Đỡ lên. Thôi ông Sáu, ông đỡ tôi lên đi ông Sáu. Tôi mệt thiệt đó ông Sáu. Thôi đi. Đỡ lên đi. Nằm xuống được thì đứng lên được. Không ai rảnh mà đỡ bà. Mệt ghê vậy đó. Chẳng qua là giỡn chơi với anh, để cho anh vui. Rồi à, anh nhìn tôi một chút thiện cảm cũng không được sao? Người gì đâu mà thô lỗ cọc cằn, không có chút xíu nào mà lãng mạn hết á. Xin lỗi bà, tôi không quen mùi son phấn. Vả lại tôi cũng không quen mùi dầu thơm nước bông ở thành phố của bà. Ê, cái tù này là tù nào vậy? Sao em không biết? Tự viết đó. Cho nên bà đừng có nghĩ là bà đánh phấn tha son rồi bà sức dầu thơm rồi này nọ vô bà làm như là bà một bông hoa hương sắc, đặng bà quyến rũ để tôi như con ong con bướm để còn lâu. Nói chuyện với ông mệt quá, không thích nói nữa. Tôi gọi người khác, người ta nhiệt tình với tôi, người ta đưa đón tôi, chứ không phải như ai kia. Năm Toản, Thu nè, đang làm gì vậy? Đang bận hả? Ồ, nếu bận thì thôi nha. Không có gì hết á, trời nắng nóng quá à. Muốn rủ Năm Toản đi uống cà phê, mà nếu Năm Toản bận thì thôi. Sao, bận gì thì cũng phải đi với Thu hả? À ha, vậy thì Thu qua liền nha. Bye bye. Nghe chưa? Ở nhà, không được đi đâu hết. Lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi hả? Hiện giờ bà đang ở trong nhà của tôi. Yes. Bà muốn đi đâu, bà phải hỏi ý kiến của tôi. Tôi cho mới được đi. Gì? No. Ông là gì của tôi hả? Ủa, tôi muốn đi đâu kệ tôi. Thí dụ ông không ưa Năm Toản là quyền của ông nghe. Còn cái chuyện tôi quen biết Năm Toản là quyền của tôi. Chỉ khi nào tôi là vợ. À ok. Bây giờ á, ông muốn là tôi cắt đứt không qua lại với ông Năm Toản nữa chứ. Đúng. Gì? Ông muốn là tôi đi đâu cũng phải xin phép ông một tiếng chứ gì? Đúng. Kêu tôi bằng vợ đi, tôi ở nhà liền. Đi đi. Đi liền đi nghe. Qua kêu Năm Toản nè, rồi rủ hết đàn ông cỡ chạng chạng sớm này uống cà phê uống rượu xỉn. Chạng chạng sớm này uống cà phê uống rượu xỉn, lăn đùng ngã ngửa gì đi. Biếm đi. Xíu biệt. Lấy Năm Toản ra hù ta hả? Còn lâu. Thích tôi rồi chứ gì? Nhìn là thấy biết thích tôi rồi. Hấp dẫn quá mà. Rù quến quyến rũ quá mà. Được. Nếu bà đã thích tôi rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng trở lại. Tôi sẽ cho bà yêu say yêu đắm tôi. Lúc đó tôi chỉ buông một câu: You no door. Là không có cửa. Là bà chết chắc. Điệp ơi duyên lơ làng rồi, tôi đành chờ kiếp sau đi ngang cưng ơi. Vừa rồi á, cha tính tới tận nhà chú Năm đòi tiền chị luôn đó. Trời đất ơi, vậy rồi người nhà chị có ai phát hiện ra không? Thì chú Năm phát hiện chứ ai. Trời ơi, vậy chú Năm, ông chỉ vô tình nhìn thấy hay có rình nghe được gì không chị? Chị nghĩ á, là chú Năm nghi ngờ rồi. Tại vì á, ông thân thiết với nhà con An, mà ông tính là ai, ông cũng biết rõ luôn. Chết rồi. Vậy bây giờ mình tính sao giờ chị?
bây giờ cũng không có gì phải lo. Tại vì á, chú Năm cho dù á có biết rõ ngọn ngành như thế nào thì ổng cũng không có bằng chứng gì để bắt bẻ được chị. Mà chị cũng không có dễ dàng sao để chồng bắt bẻ chị đâu, yên tâm. Đúng y như lời mình nghĩ, con nhỏ này ngày càng thủ đoạn quá chừng. Chuyện này mình không thể nào để yên được. Chứ tụi con tìm ra cái cách nào để xử lý cái vụ Lục Bình đó chưa? Thì anh Phú có đề xuất với tụi con á là sẽ pha lại hóa chất rồi xử lý thử những cái sợi Lục Bình đó. Nhưng mà cái nào được á thì mình xử lý, còn hư hại nặng quá thì coi như bỏ đi tía. Mà bà Sáu cứ an tâm đi, theo con cảm thấy á, kết quả cũng rất là khả quan. Nếu vậy thì tốt quá, xử lý được phần nào hay phần nấy. Dạ. Thực ra con thấy xử lý được cũng không nhiều lắm, còn lại là bỏ toàn bộ. Theo con thấy, bây giờ muốn đẩy nhanh tiến độ chỉ còn một cách duy nhất. Chúng ta bỏ ra một số vốn mua thêm nguyên liệu đi. Điều con đang lo là chúng ta đã ký hợp đồng với đối tác ở bên Mỹ. Nếu mà giao hàng không đúng thời hạn thì mình đền hợp đồng đó tía. Nếu mà đền hợp đồng mà ở bên Mỹ chắc mắc tiền lắm á. Đó là điều con với anh Nam đang lo đó tía. Ủa sao bà dẻo xưởng gọi em làm gì? Nghe thử. Dạ. Alo. Anh vừa vừa phải phải thôi nha. Tiền lần trước á, tôi đưa anh sòng phẳng rồi, bây giờ còn mò tới đây làm phiền tôi nữa hả? Biết là vậy rồi, nhưng mà bây giờ tôi hết đường rồi, tôi mới tới tìm cô nhờ cô giúp đỡ. Có lần này rồi sẽ tiếp tục có lần khác nữa. Tôi đâu phải là cái ngân hàng đâu mà anh muốn tới rút lúc nào thì rút hả? Lần này là tôi mượn cô, khi tôi có tiền thì tôi trả lại cô, chứ tôi đâu có xin. Mượn tiền mà thái độ vậy á hả? Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thì tôi làm kẻ tiểu nhân, tố cáo cô xúi tôi hại gia đình của bác Sáu. Anh dám hả? Tôi nói cho anh biết, anh với tôi á là ngồi cùng thuyền đó nha. Tôi á nếu bị bắt thì càng thốt, tha ngồi tù mà còn mạng còn hơn là ở ngoài bị cái tội du đảng nó dí tôi, nó chém tôi. Nhưng mà cô thì khác nghe, cô mà vô tù á thì... Anh im đi. Nè, anh đang giở trò đe dọa tôi đó hả? Tôi không hề có ý đó, nhưng mà bây giờ tôi hết đường rồi cho nên tôi mới làm như vậy. Coi như là cô giúp tôi thêm một lần nữa thôi. Sau này cô cần việc gì cứ nói tôi sẽ làm cho cô hết mình, không lấy tiền công. Không là không. Dù gì á, tôi cũng đã hại con An xong rồi, anh á cũng không còn giá trị để tôi lợi dụng anh nữa. Hả? Được rồi, tôi biết tôi phải làm gì rồi. Nè anh... Alo. À, An hả? Tôi đã biết ai phá cái lô nguyên liệu của cô rồi. Nè, anh làm cái gì vậy? Coi bộ cũng biết sợ rồi ha. Giờ sao? Thôi được rồi, coi như á đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Phải vậy chứ. Nè, cầm tiền rồi á thì biến đi, đừng bao giờ tới đây làm phiền tôi nữa nghe chưa. Không cần đếm đâu, dư đó. Đúng là nhà giàu có khác ha, trong mình lúc nào cũng đầy tiền nhưng mượn không bao giờ cho. Cảm ơn cô nha. Tôi sẽ nguyện suốt đời ghi tâm khắc cốt cái ơn này của cô. Tía, tía, tía bị bệnh hả tía? Tía có sao không? Không có sao mà sao mặt tí xanh lè, xanh lét. Tí bị táo bón hả? Tao mới phát hiện ra chuyện động trời con ơi. Vì không phải là bị bệnh rồi, mà chuyện gì vậy tía? Mày nhớ không? Cái vụ tai nạn mà xảy ra cái xưởng An không? Cái nguyên liệu của cái xưởng con An mà nó bị hư hết không? Mày biết ai làm không?
Con nhớ chứ, mà con tưởng tí ghét bác Sáu quá, rồi tí tí không để ý đến chuyện đó chứ. Trời đất ơi, cái chuyện ghét hay gì đó là cái chuyện đó là khác. Còn đây dù sao nữa, tao với bác Sáu mẹ là cũng bạn bè chơi từ đó tới giờ. Con cái ông á, gặp nạn vậy, nó thể ảnh hưởng tới tiền của nè, ảnh hưởng tới cái chuyện uy tín của gia đình. Tao làm sao tao làm ngơ được, hiểu không? Dạ. Nói vậy, tí biết vì sao nguyên liệu bị hư hả tía? Tao biết, biết. Con Liễu mình nè, với con Chanh. Con Chanh? Mua chuột thằng Tính, làm cái chuyện đó. Ý trời đất ơi, trời ơi, trời ơi. Thiệt hả tía? Trời ơi, mày hỏi hoài, tao nói thiệt, mày cứ hỏi hoài vậy. Tại đừng thường tía nói giỡn, như là nó thiệt y chang ha. Nhưng mà sao? Tía theo dõi hai đứa tụi nó, xin thôi dẫu con Liễu. Thấy nó nói chuyện với con Chanh, nó bàn nhau vậy đó. Nó bàn xong rồi á, nó hẹn thằng Tính tới, nó đưa tiền cho thằng Tính nữa. Trời, tía dở quá hả? Dở gì? Tía dở quá trời dở luôn. Lúc đó gặp bắt đại trận, sao tía không la làng lại sớm lên? Mình đang biến, mình đang rình mò theo dõi người ta, mình la sùm chi vậy? Nó bể ra. Với lại con nhớ vậy nè, dù sao nữa, thấy không? Liễu nó cũng là chị mày, cũng là cháu của chú, của tía. Vậy chứ không lẽ bỏ qua tía? Bỏ qua thì không bao giờ bỏ qua. Bây giờ tía đang tìm cách xử lý thế nào để cho nó êm đẹp đây nè. Không, không được. Con phải gọi. Con phải gọi liền cho bà Liễu. Ừ. Để con nói bà về. Để bộ chuyện cho ra lẽ mới được. Con tức quá rồi. Ê, nó kìa, nó vô kìa. Bình tĩnh nha, từ từ nha. Dạ. Nhìn cái tướng đi thấy ghét. Chú Năm con mới về. Ừ. À, mọi người có ăn thì ăn trước đi nha. Đừng đợi con no rồi. Chị Léo, chị đứng lại đó. Đứng lại. Gì nữa vậy? Chị ngồi vô đây. Chị ngồi vô đây. Làm gì vậy? Làm gì mà quan trọng dữ vậy? Bây giờ chị rất là mệt. Nếu mà có chuyện gì á thì nói sao đi ha. Còn không quan trọng thì thôi đi tối nói, ok? Chị đứng lại đó. Cái gì nữa? Chị ngồi xuống. Thiệt. Tôi ngồi xuống với chị luôn nè. Nói cái gì đó lẹ đi. Nè, cái chuyện liên quan tới cái xưởng của bé Út An á, quan trọng giờ. Em nói cái gì vậy? Em nói cái gì mà em nói hoài vậy hả? Chị đã nói là cái chuyện này nó không dính dáng tới chị. Tại sao mà cứ hỏi chị hoài vậy hả? Thiệt á, chú Năm cũng vậy nữa. Con nói thiệt riết là chú á, hôm nay con nói chú dai như đĩa. Trời trời trời, nói tí tôi trơn tuột như con đĩa luôn kìa. Ê, tao có dai thì như làm sao bằng đĩa. Nói hỗn hào. Không có nói nhiều á, bây giờ tao không dung dưỡng cho mày nổi nữa, giờ tao nói thẳng luôn đó. Nói thẳng gì? Lý ra tao đang suy nghĩ, tao tìm cách nào để chú giải quyết cái chuyện này á, cho nó êm đẹp, khỏi có mang tiếng ra ngoài. Nhưng mày làm kiểu này á, tao làm cho nó lớn chuyện lên luôn. Mày nha, mày với con Chanh thông đồng với nhau đưa tiền cho thằng Tính để mà phá cái xưởng của công an, đúng không? Chú Năm, chú Năm nói cái gì vậy hả? Trời đất ơi, chú Năm có biết nói vậy là tội nghiệp cho con lắm không chú Năm? Chú Năm nói cái gì chú Năm cũng phải có bằng chứng chứ. Còn nếu mà không có bằng chứng á, ok, để cho con yên nha. Cái này có bằng chứng. Tao đi theo mày, mày đâu có biết, thấy không? Tao theo mày, tao rình mày nói chuyện với con Chanh ở đâu nè ha, rồi mày hẹn quán nào vô ngồi nè ha. Rồi tao còn thấy mày ha, mày lấy tiền á, mày đưa cho thằng Tính, tất cả đều nằm trong máy này hết. Tao đã thu âm lại hết ở đây rồi. À, có hình ảnh luôn, mày đưa tiền cho thằng Tính luôn trong này rồi. Cái này đủ bằng cớ để thưa mày được không? Thôi chú Năm bớt giận nha chú Năm đừng có giận nha, con biết lỗi của con rồi. Con sao mày làm vậy? Thôi chú Năm ơi, chú Năm đừng có báo công an nha, tội nghiệp con dữ lắm chú Năm. Cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận rồi ha. Trời ơi trời, công nhận chị ăn cái giống gì đâu mà chị ác dữ thần ôn địa hột gì lộn vậy? Chị ác hồi nào đâu. Chị làm gì mà không ác? Khang. Hay là tí tôi có đủ bằng chứng á. Khang, em đừng giận chị được không? Tha lỗi cho chị được không? Thật ra là tại vì chị yêu anh Nam quá nên chị mới làm vậy chứ bộ. Em nghĩ đi, chị làm sao chịu được cái cảnh á, ngày nào á anh Nam á ảnh cũng xà nẻo với con An rồi lo lắng cho nó. Nếu là em á, em hiểu cảm giác của chị không hả? Hả? Trời ơi, mà giờ dư sức biết Út An đâu có bao giờ yêu ông Nam đâu. Còn Út An là yêu em nè, em yêu Út An. Khang à, em á là em khờ lắm em biết không? Em không nghe người ta nói cái câu là lửa gần rơm á, lâu ngày rồi cũng bén. Chị là chị không thể nào chấp nhận được cái cảnh mà hai người đó cứ xà quần với nhau.
chị không có chịu được đâu. Thôi 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 mày ơi, thôi đi Liễu ơi. Ai mà yêu cái kiểu bệnh hoạn như mày đâu. Yêu không được là phá kiểu ta mà hại tới cả sự nghiệp người ta, vậy sao coi được. Chú nè, thằng Khang nè. Nè con biết không, thằng Khang nè nó cũng thất tình á. Nhưng mà nó đâu bao giờ, nó đâu bao giờ nó có một cái ý nghĩ nào mà nó hại con An hay nó hại một người yêu nó đâu. Yêu không được là do mình. Nè, con hiểu rồi. Con biết là con sai rồi. Con thề với chú, con thề với chú luôn là từ đây về sau con không bao giờ đụng tới nhà của chú Sáu Bảnh nữa. Chú ơi, chú cho con cơ hội lần này nha. Con không, mày làm ơn Phước mày dọn đồ mày về bên bển mày sống đi mày ơi. Bên Mỹ chứ không phải bên sông đâu. Bên Mỹ đó mày sống đi. Chứ mày ở đây một ngày nào là tao càng lo một ngày đó. Tao lo là có ngày người ta tới đây người ta chửi, người ta rủa trên đầu trên cổ tao đào mã cha tao lên tao chửi đó. Không được đâu chú Năm ơi. Con bây giờ mà con trở về Mỹ á, chú biết không, ba mẹ của con á là từ mặt con luôn á. Vì con đã hứa là con sẽ tìm đủ mọi cách để cho anh Nam anh quay về với con. Mà bây giờ á, con làm không được. Con không có mặt mũi nào mà về bển đâu chú. Tức là bây giờ chị tiếp tục ở đây để hãm hại người ta hả? Không, trời ơi, ai mà làm chuyện đó nữa chứ. Chị thề với em là chị không bao giờ, chị không bao giờ chị phá hoại gì gia đình của bác Sáu nữa hết á. Làm ơn làm phước cho con ở đây thêm một thời gian nữa đi, để con có cơ hội con thuyết phục anh Nam nha chú Nam, nha Khang nha. Bây giờ còn thuyết phục cái gì? Xưởng ta bị hư nguyên liệu hết trơn kìa, người ta phải đền tiền kìa. Nếu mà chị muốn em và tía tha cho chị thì chị phải đền bù tổn thất cho người ta. Cái gì? Đền bù hả? Chứ còn cái gì đó. Đền bù gì chứ? Có làm gì đâu mà đền bù. Vậy mà còn lương lẹo được kìa. Đền bù bởi hợp đồng của người ta, đền bù nguyên liệu của người ta. Cái uy tín của người ta nó mất hết rồi đó. Chứ còn cái gì nữa? Bây giờ vậy không muốn phải không? Tía, con như tía lên báo công an. Đi liền luôn. Thôi, đừng. Thôi được rồi, mệt ghê á. Muốn đền bù hả? Đền bù nhiêu? Bây giờ đưa trước 50 triệu đi, rồi có gì tính sau tính. Cái gì? 50 triệu hả? Vậy mình mượn tạm số tiền để mua phân bón này, để giúp Út An xử lý một cái khâu thiếu nguyên liệu lục bình. Mình sẽ mang cái tiền này để tìm mua lục bình ở các nơi, rồi thu gom lại cho Út An. Hy vọng xưởng của Út An đủ nguyên liệu sản xuất và kịp thời gian đi giao hàng. Ai vậy? Chú Tư ơi. Dạ chú Tư ơi, báo cho con nghe. Cái này người ta đặt hàng hết ráo rồi. Dạ con năn nỉ chú Tư mà, con năn cần lắm, chú Tư báo cho con nghe chú Tư. Nhưng mà có người đặt hàng rồi. Dạ chỗ quen biết mà chú Tư. Chú thương tình chia con lại một cục đi. Một cục hai cục gì cũng được á. Để chú Tư để lại cho con bó. Dạ, cảm ơn chú Tư. Tiền này chú Tư. Cảm ơn chú Tư nha.
Sao vậy? Nước nè, uống đi. Sao có chuyện gì mà mặt buồn hiu vậy Thu? Bộ bị anh Sáu bảnh anh rầy rạ gì rồi phải không? Thôi đi, đừng có nhắc tới con người đó nữa. Người đàn ông gì mà khô khan, lạnh lùng, cộc cằn, không có ưa nổi. Thì tánh của Sáu bảnh như vậy mà tôi biết. Cái kiểu nói mà lẫy như vậy á, là tôi biết là coi như là đang bực mình chuyện gì rồi phải không? Cái tánh của anh Sáu bảnh là vậy đó. Mà chị ở trong nhà của ảnh lâu rồi mà chị không quen cái tánh ảnh sao? Không có quen được. Hello. Anh Nam. Đi ngoài mà nghe nói Sáu bảnh là biết rồi. Rồi kiểu này là Sáu bảnh mới dẹo, mới chồng dẹo gì cô, phải không cô Thu? Nè, uống cái gì y như cũ phải không, để tôi pha cho. Vũ như cẩn. Vũ như cẩn. Ngồi đó nghe, pha rồi tôi đem ra cho. Anh Toản, anh nhìn thẳng vô mặt Thu đi. Nhìn thẳng vô mắt Thu, nói thật lòng nghe. Anh thấy Thu á như thế nào, từ bên ngoài lẫn tuốt bên trong? Ngon à. Ê quên, không phải. Ngon gì? Nói thật đúng không? Nói thật lòng. Nói thật nè. Nói xin lỗi nha. Nói này thì khi người ta nói mình hơi quá, nhưng mà tôi phải nói. Thu á vừa đẹp tính nè, đẹp tình, đẹp nết nè. Người rất là hiện đại, nhưng mà vẫn giữ được cái nét truyền thống nữa. Da thì trắng, mắt đen, môi đỏ. Nói chung là dốc dáng đẹp, ăn nói duyên dáng, hát cũng hay, nhảy đầm cũng điệu. Thôi, cái này là lố lắm rồi. Anh khen riết tôi tưởng tôi là hoa hậu thế giới á. Không phải nói thiệt. Có sao nói thiệt đâu, không có nói thêm nói bớt đâu, nói thiệt. Vậy đó hả? Ừ. Vậy đó mà có người đó, họ có mắt đó, mà giống như là họ không có thấy đường. Họ nói Thu á là có con người không có nết. Đàn bà con gái gì đâu á, mà thấy trai là tươm tướp nhào vô. Tướng tá thì không có giống con nào hết. Giống con lân, con múa lân trong mấy ngày Tết đó. Mà ăn mặc thì hở hang, không có hợp với phong cách ở dưới quê. Tính tình thì ao ao. Còn cái đầu thì như là không có não. Nói tôi vậy đó, tức không? Thì đó, thì nữ nhân trong khắp thiên hạ này ai cũng đều như vậy hết trơn á trọi á. Chỉ có chị Sáu mới vừa bụng vừa dạ ổng thôi. Mà thôi, cái tính ổng vậy rồi. Hơi sức nào em để bụng ổng chi, kệ ổng nói, ổng nói, kệ không? Tôi với ông Năm nè là bạn bè thân thiết với ông từ hồi lúc mà còn mới trổ mã thôi đó. Mà có đứa nào mà thoát khỏi cái mỏ chửi hay hơn hát của ông đâu. Chửi dữ lắm. Chửi dữ lắm. Đây nè, chị hả, chị biết không? Bây giờ tôi mới nghĩ ra một điều nè. Sao? Hình như chắc chị Sáu á, bà nghe chửi riết bà chịu không nổi bà chết đó. Chửi quá mà. Rồi từ hồi bà chết rồi đó, bắt đầu ổng bị ổng không ai để ổng trút cái đó lên ha. Cái ổng bị đè nén trong người không á, đè nén. Cái giờ ổng gặp đâu cũng chửi đó, ổng gặp ai cũng chửi đó. Thấy không? Cho nên chuyện nó cũng bình thường, không có gì hết. Người ta thường nói nữa nè. Nói sao? Con gái nhờ đức cha. Mà hai đứa con ổng á, có nhờ đức ức ổng đâu. Nhờ được cái đức gì mới có đức chửi. Chửi tối ngày sáng đêm. Cũng khổ cho tụi nó. Không, cái con Xuân nó đỡ rồi. Giống như nó thoát được rồi, nó thoát ly ra được rồi. Nó người vợ của con Lập rồi, nó thoát ly được rồi. Tội nghiệp mấy An. Bây giờ phải chịu được. Stop. Hai người có thù truyền kiếp với anh Sáu của tôi hay sao? Mà xúm vô chửi anh Sáu như là con không đẻ vậy. Vừa phải thôi. Anh Sáu đúng là cọc cằn thô lỗ, nhưng bản chất của anh Sáu là một con người tốt, rất là tốt. Hai người cái miệng xấu lắm, tự nhiên đi chửi người ta. Khoan cái gì? Và một điều nữa tôi nói là hai người đừng bao giờ kêu anh Sáu của tôi là thằng chả này, thằng chả nọ nữa nghe chưa? Tôi không thích đâu. Chị Thu. Chị Thu. Nói vậy thì giận rồi bỏ đi rồi thấy chưa? Hình như á, tôi với anh trù dập anh Sáu dữ lắm rồi đó. Dập gì đâu, có sao mình nói vậy thôi. Thôi gì, bây giờ đi theo bả đi. Thừa nước đục thả câu rồi hốt bả về nhà luôn. Thôi. Sao vậy? Thừa nước đục thật. Ha. Được rồi, đi theo bả. Rồi đi, lẹ lên đi, lẹ lên. Mau đi, lẹ lên. Cái anh này chậm quá.
Hai ly nước này, ai trả tiền? Trời ơi, Lộc ơi, mày đem cái bảng mày treo lên rồi để rồi cái quán này là cái quán từ thiện. Cứ từ thiện như vậy hoài có ngày tao sạt nghiệp luôn quá à. Nhận lục bình đi bà chủ ơi. Dạ. Dạ chào anh. Dạ dạ. Anh. Nè. Để, từ từ. Từ từ á. Chuyến này xửng mình được cứu sống rồi phải không? Anh thật không ngờ có chuyện hy hữu như vậy xảy ra. Tự nhiên anh này lại được tặng loại lục bình tốt như vậy. Nếu như mà người khác á thì để dành lại xài từ từ, đằng này lại bán cho mình với giá rẻ như vậy, anh cũng không hiểu luôn. Thôi anh khỏi cần hiểu, em được cứu là em vui rồi. Với lại em nghĩ chắc chắn là do ăn ở trời thương. Vậy là do à, thôi vậy đi. Dạ em gửi tiền. Ờ à, đem xuống. Dạ, luôn. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ đây, cảm, dạ, ơn, cảm ơn chị. Nè, cẩn thận á. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Rồi. Ờ à, vậy tôi về nha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều chị nha. Nhiều nha. Dạ. Cười gì mà cười. Vừa lòng rồi ha. Yeah. Thu ơi, Thu, Thu ơi, Thu đứng lại, Thu. Trời ơi, Thu ơi, đứng lại giùm cái để anh nói cho Thu nè. Thu đừng có giận anh. Anh không có cái ý mà nói xấu ông cha Sáu Bảnh đâu. Tại vì á, đừng có kêu bằng cha. À, anh Sáu Bảnh đâu. Bị gì á là anh, anh binh Thu cho nên anh mới có những cái lời lẽ đó thôi mà. Là tôi biết, tôi biết. Tôi biết á là Phai á coi như là binh Thu. Nhưng mà Thu nói cho Phai nghe, Thu á là Thu ghét, ghét ai mà nói xấu anh Sáu Bảnh. Bởi vì anh Sáu Bảnh là một người tốt, thì đừng có bao giờ chà đạp anh Sáu Bảnh như vậy. Phai thì... Phai là năm đó. Thôi bây giờ đề nghị nói tiếng Việt Nam đi chứ, nói gì không hiểu luôn. Tưởng okay. Anh giờ trưa nắng đồi ăn khoai rồi chết luôn. Không không, sao mà dùng cái từ chà đạp nghe nó ghê quá. Nè, thực ra á, cái lời tôi nói vậy á, chứ trong bụng tôi á là tôi thương Thu, tôi nói thiệt. À, chứ tôi không có ý nghĩ gì đâu. Thu cũng biết là tôi với bà Tám á, coi vậy á, tụi tôi là khẩu xà mà tâm Phật. Nó nói vậy chứ là không có để bụng đâu. Thôi mà đừng giận tôi nữa nha. Trời ơi, đã nói rồi là tôi không có giận gì anh hết. Chẳng qua là tôi ngồi mà tôi nghe ai nói xấu ông Sáu Bảnh là tôi cảm thấy tôi bực bội, tôi khó chịu, tôi bỏ đi thôi. À vậy hả? Ừ. Vậy là không có giận tôi đúng không? Đâu. Hey. Về nhà. Vô lớp 7 cái gì vậy? Hát karaoke, quên. Alo, 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 hát karaoke. Yes, hát karaoke. Đi. Không được, qua nhà anh không chừng anh Sáu giận mình luôn. Thôi về nhà cho chắc. Quên nữa. Thu có hẹn với Bảo Nam để công chuyện rồi. Thôi, để khi khác rồi Thu qua, Thu hát karaoke nha. Bye bye. Ủa? Vậy cái vụ... Không có luôn. Thì cũng được, miễn không giận là được rồi. Út An. Út An. Hả? Trời, anh đi đâu vậy? Anh mua chè sầu riêng cho em nè. Chè ngon quá à. Ngon lắm. Cảm ơn anh. Anh một ly, em một ly. Trời, ăn ngọt ngay luôn. Có mùi sầu riêng phải không? Sầu riêng ôm về riêng một mình đi. Trời... Nha. Dạ. Ở đây không ham ăn ngọt. Dạ. Dạ con dạ con mà bác ăn chè con nhịn. Cảm ơn, tao tiểu đường. Dạ vậy thôi. Dạ con xin lỗi bác. Về đi. Con xin phép con về. Quét nhẹ thôi, bụi. Dạ. Ăn vô biểu. Dạ, con đang quét sân mà. Khỏi quét. Ham ăn chè hả? Tí con. Bà Thu với con Xuân đâu? Ra đây tôi hỏi coi. What? Dạ tía. What?
Sẽ đau. Bà mới quát ai? No. Cái gì? Bây giờ nghe tôi hỏi nè. Có phải bà với lại con Xuân là hai người biết cái chuyện thằng Khang với lại con An này à, rồi hai người cấu kết lại để giấu tôi cái chuyện mà hai đứa nó sáp vô lợi đúng không? Anh Sáu à, con cái của anh á, nó đã lớn hết rồi thì nó phải có quyền để lựa chọn. Thì cái tương lai hạnh phúc đó là cái quyền lựa chọn của nó. Chứ con gái của anh nó đâu có ở đời ở kiếp với anh cho tới lúc mà anh nhắm mắt xuôi tay đâu, đúng không? Cho nên á, mình cứ để cho nó quyền lựa chọn đi anh. Dạ dì Thu nói đúng đó tía. Đúng cái gì? Biết cái gì mà đúng? Trong cái nhà này nè, ngang là con cái phải nghe lời cha mẹ. Bay á, phải nghe là cha mẹ đặt đâu bay phải ngồi đó. Thôi đi anh ơi, anh đúng là ông già gọi là cổ lỗ sĩ, cổ hủ, ích kỷ, nhỏ mọn. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với anh nha, anh đừng có khó khăn cái kiểu đó. Ngược lại mà anh mà đi qua Mỹ đi nha, mà anh thái độ đó hả, là con cái của anh á có quyền kiện anh về cái tội là freedom. Cái gì? Freedom. À, là kiện là anh xâm phạm vào quyền tự do của nó. Cái cụ loi nè, đây là Việt Nam ha, cô nên nhớ đây là Việt Nam ngang, đất lề quê thoái. Từ xưa tới giờ ông bà mình á là như vậy, còn không có nói cái chuyện ở xứ người ta làm cái gì. Thôi bây giờ nói xứ mình đi, bây giờ cái xã hội này là xã hội gì? Văn minh hiện đại rồi thì anh cũng phải theo cái trào lưu văn minh hiện đại cho con cái nó nhờ. Đúng rồi đó tía. Mày biết gì mà nói leo. Bình tĩnh, để Thu. Văn minh hiện đại, văn minh hiện đại được con cái muốn mần gì mần à. Bây giờ tôi nói cho cô nghe, nếu cô thích, cô tự về Mỹ cô sống. Còn ở đây cô sống ở Việt Nam. Cô ở Mỹ đó, thế giờ ế có thằng nào rước cô không? Cái này tía cô nói đúng á. Tự do đó, freedom đó. Anh đừng có xúc phạm tới tôi nghe chưa. Nói không phải à. Nói chung là từ nay trở đi, tôi cấm hai người tiếp tay cho Nga, nghe chưa? Dạ. Tiếp. Ông già vô duyên, ông già khó ưa. Không phải tôi ế, mà là tại vì tôi không thích lấy chồng, ok? Tiếp. Nói câu này đừng có giận nghe gái. Không. Trong mắt của bà, vẫn rạo rực tìm một tình yêu. Nè, đàn ông con trai thì sống trong quân tử một chút xíu nha. À, đừng có qua nhà người ta mà rình rập rù quến con gái người ta. Có ngon ra đây nói chuyện với tao nè. Nói gì vậy? Chuyện gì cũng phải vô nhà tao nói cho đàng hoàng, làm gì mà đứng mà la ông không hay đâu nha. Khỏi cần vô nhà, đây là tới nói chuyện chứ không phải nói cái chuyện thân tình. Chuyện gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe nè, bộ ông không biết dạy con hả? Ông để con ông nó qua nó rình rập nhà người ta hả? Rồi rù quến con gái tôi. Ông làm vậy mà coi được à? Báo cho ông biết một lần nữa nè, cái chuyện bây giờ tôi không liên can tới nữa. Tụi nhỏ nó thích ai, nó thương ai, nó làm gì làm quyền của tụi nó. Tôi không có xen vô nữa. Phải không? Nói chuyện vậy mà nghe được à? Nói chuyện vậy mà thằng cha thiếu trách nhiệm mà nói chuyện nghe được hả? Trách nhiệm sao mà thiếu? Hả? À, ông để cho con ông tới rù quến con gái người ta. Người ta nói chuyện với con ông xía vô làm gì? Hả? Mắc gì tao? Nè. Cha con một chuột với nhau hả? Nói chuyện á là phải nói cho nó đàng hoàng. Tôi dạy con tôi á là cái nhân cái nghĩa cái sống ở đời thôi. Còn cái chuyện tình cảm nó tôi không can thiệp vô. Nó yêu ai, nó thương ai, nó làm gì làm thì chuyện của nó. Trời đất ơi, sao anh về anh dạy con anh đi. Anh nói con anh đừng có để ý nó, đừng có đáp lại tình cảm nó đi. Nè, đừng có nói cái giọng điệu đó nha. Nói cái giọng điệu đó là sống như cha con ông hả? Con ngài thiên hạ nó quấn cho què giò đó. Trời ơi trời, nè tôi nói cho anh nha. Cái chuyện này bây giờ nè, anh nói con tôi nó rù quến hả? Chắc con anh nó hiền lắm mà. Dạ thôi, tía bác sáu cho con xin đi. Dạ, xin gì? Tía, cho con xin đi. Tất cả là lỗi tại con hết. Tại con mà nên chuyện hết. Bác sáu có quýnh được quýnh con nè. Mày điên quá. Lỗi phải gì xin ở đây? Dòng cái thứ không biết điều mà mày nói gì mày xin gì? Đi vô. Cho bác sáu quýnh cái cho hả dạ đi. Không biết điều gì? Cha con mà nhà mẹ không biết điều đó. Thứ gì? Ủa cho con An đâu?
Dạ, con Út nó nói là nó không đói, nó ở trong phòng, nó không ăn đó tiếp. Tôi thấy con An nó buồn là tại vì nó thương thằng Khang, mà ông không cho tụi nó yêu nhau, cho nên nó sinh bệnh bỏ ăn đó. Bà Sáu à, con thấy anh Khang cũng là người thật thà chất phá siêng năng, với lại cũng yêu An rất là nhiều. Không mấy giờ cho cơ hội đi bác. Tía đúng rồi đó tía, dì Thu cũng nói vậy, rồi anh Nam cũng nói vậy. Mà thiệt tình con thấy là thằng Khang nó tốt tính thiệt mà. Có mấy lần Khang nó hay giúp đỡ vợ chồng con lắm. Tía, không mấy tía cho hai nó cơ hội nha tía. Bây giờ cả nhà có ăn cơm không? Ăn. Dạ, ăn. Dạ ăn. Ăn cơm đi, trong bữa ăn không nói chuyện khác. Rồi rồi. Còn cái chuyện con An á, nó ăn không ăn á thì thôi, nó đói kệ nó đi. Dạ, con mời tía ăn cơm. Dạ mời chị ăn cơm. Dì Thu anh Nam ăn con cơm. Mời bác Sáu. Trời ơi tôi đói quá, không biết làm sao sống qua cơn nữa. Trời ơi, sao mình không có để cái bánh nào ở đây hết vậy? Ôi, trời ơi là trời. Chết tôi, đói làm sao bây giờ? Sao vậy con? Sao nằm như đồ chết rồi vậy? Không ăn uống gì, mày bị bệnh gì vậy? Con bị bệnh gì hết, con không đói. Đói chứ sao không đói, tí có thấy mày ăn gì đâu. Ăn miếng cơm đi con. Con không ăn mà. Con thiệt tình là con không ăn luôn á hả? Mày không để tí á. Bây giờ tí nói thiệt với mày nha, dù mày có làm cái gì đi nữa, tí cũng không bao giờ chấp nhận cho mày lấy con Năm Tỏn đâu. Đây nè, tí nói cho mày nghe nha, không bệnh không hoạn, mê trai mà chết, mai mốt là mày coi gian danh thiên hạ ha. Giật nữa đi, tao đi rồi, giật nữa đi. Người gì mà cố chấp tới sợ. Xỉu nhanh quá, hơi giả rồi đó nha con. Đói quá. Hên quá, vẫn còn. Ăn rau luộc không? Mày ăn rau luộc không? Bỏ thêm vô, chứ cá khô đó nó mặn lắm, lát nữa khát nước chết. Với lại ăn á là phải bật đèn lên ăn cho nó sáng, người ta nói ăn trong bóng tối mạt đó. Với lại tía nói con nghe nè, đã tiệc thực á chỉ uống nước thôi, gọi là thanh lọc cơ thể đó, con hiểu không? Chứ tiệc thực mà đói tuột đường huyết, xanh mặt, chờ mò ra ăn thì tiệc thực làm cái gì? Đứng lại, đi lên rồi lát cũng mò xuống lại à. Con không xuống nữa đâu. Giọng được muỗng là thấy im bụng rồi hả? Mày bới ra là giống vậy hả? Mày không ăn, mày không ăn là cho mang tẩu chết à. Ăn đi, ngồi xuống ăn. Lần sau đừng có tiệc thực nữa nghe. Chứ ăn là thực đó nghe. Tại vì cá khô với canh khổ qua ngon quá chứ bộ. Ồ, nó rù quến con quá chứ gì. Giọng đi. Ô trời ơi, ê hề. Ăn hết đi rồi đi ngủ nghe. Con nói thiệt mà. Ông. Cái gì? Nè,
Tôi đi chợ tôi thấy đồ này đẹp quá, tôi mua cho ông bộ nè. Ông vô ông mặc thử cho tôi coi coi vừa không. À, được rồi, được rồi, được rồi. Bà hiểu ý dễ sợ luôn á. Mấy cái này á, dồn nó nhu, mặc dễ thương. Đúng rồi, mà mặc vô nó sáng sủa mặt này nữa. Đó, cái tánh tôi khoái vậy đó. Hết sảy luôn, để coi kỹ coi. Nè, hồi nãy lựa xong để ý vậy? Nó xúc nguyên cái đường chỉ luôn nè, thấy không? Trời ơi, áo mới mà xúc chỉ gì, ông nói sao? Đây nè, bà nhìn đi, đây nè, chỗ cần cổ đây nè. Xúc chỉ nè. Trời ơi, sao vậy ta, mai sao mà dở dữ vậy? Tôi thấy đẹp tôi lấy thôi, tôi đâu có để ý. Thôi được rồi, để tôi đem ra chợ tôi đổi lại. Đem ra đổi lại, chứ đừng có vô nhà mai lại ha. Đem ra đổi lại đi. Bà nói với người ta là người ta buôn bán là phải cẩn trọng đàng hoàng. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, để tôi đổi lại. Đỡ quá, đỡ quá. Mày là được coi rồi, kỹ đó. Để tôi đi chợ tôi đổi để lại đó, cho. Để vô tôi coi cái quần có được không nè, bà cầm đi. Ê, cái này có ly, có ly, có ly, cái này có lý à nghe. Thì đó, mấy ông già khoái quần có ly. Đó, tôi đúng rồi mà. Được rồi ha. Nhớ đổi lại ha. Rồi, rồi, rồi. Ủa, má, con nghe nói má sắp đi chợ hả? Ừ, má sửa soạn đi chợ, má đổi đồ cho tía. Má, má. Sao? Vậy, má sẵn ra chợ á, lựa giùm cho con bộ đồ tây nào đẹp đẹp đi, con tặng cho tía chồng con, để con lấy lòng. Trời ơi, con nhỏ này nó nói hợp ý tôi ghê á. Tại sao mà nó khôn? Tại vì nó là con tôi chưa có dạy mà nó đã hiểu ý tôi rồi. Đúng rồi con, mình lấy chồng không phải có một mình chồng mình, mà còn có cha chồng nữa. Tặng vậy á, ổng quý con lắm, hiểu không? Dạ, vậy má lựa cho con bộ nào mà sáng sáng sang sang chút nha má. Trời ơi, má có mắt thẩm mỹ mà, mua về là tía mày chịu liền. Đây nè. Dạ, rồi, con là con yên tâm, con giao phó việc này lại cho má đó. Vậy ha, được rồi, để má mua. Giờ má vô má sửa soạn, má đi đổ đồ cho tía con, rồi má mua đồ cho anh xui luôn. Thôi, để con vô con coi coi thằng Bi nó ngủ dậy chưa nha tía. Rồi. Mọi chuyện giờ coi như ổn rồi. Cũng may mắn thôi. Chỗ lục bình của mấy nhà cung cấp mà mình tìm được cũng khá tốt anh ha. Vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tranh thủ tiến độ để mà giao hàng cho kịp. Nói chung là được như vậy mình rất là mừng. Con gái rượu của chú Sáu Bảnh không phải là quay lại với người yêu cũ rồi hả? Vậy mà bây giờ vẫn còn xà nẹo, tình tứ, thân mật với người con trai khác. Nè, chị nói cho cẩn thận nha. Tôi thân mật đẩy đưa hồi nào? Tôi nói cho cô biết, thằng Khang á, nó là em họ của tôi. Còn người đàn ông mà cô đang thân mật á hả, gần như á là chồng sắp cưới của tôi rồi. Mình là con gái mà mình đẩy đưa như vậy á, người ta nói là lẳng lơ, là mất nết đó, cô hiểu không? Nè, chị ăn nói cho cẩn thận nha. Chị không được xúc phạm tôi nặng nề như vậy. Xúc phạm hả? Tại sao tôi không được xúc phạm cô? Tôi có quyền. Đây là người đàn ông, là bạn trai cũ của tôi đó, cô biết không? Bỏ đi, cô ta muốn nói gì nói em à. Nè, nè, hai người chờ đó. Anh, công việc này nặng nề á, anh nhớ chia phần cho em nhiều chút nha. Chia phần cho tôi nữa chứ, tại vì cái này tôi có công tìm mối cho hai người nữa mà, đáng lẽ mình phải chia đều mới công bằng đó. Cái gì? Cô chỉ tìm mối thôi mà. Tôi là người trực tiếp mà phá hoại ở cái khâu mà xử lý hóa chất của cái xưởng này. Cô nghĩ gì vậy? Chia đều hả? Không có đâu, nghe như sáng mùi tạt vào tim vậy. Hả? Nếu như mà không có tôi kiếm mối á, thì anh lấy đâu ra tiền anh xài hả? Nè, tôi nói cô nghe nè, cái này mà con An nó biết được là nó đuổi việc tôi, mà tôi là lao động chính trong gia đình. Bây giờ á, tôi bị đuổi việc, tôi thất nghiệp rồi sao? Trời thôi. Trời ơi, cãi lộn hoài. Hai đứa tụi bay mệt quá. Đứa nào cũng có công, đứa nào cũng có phần hết trơn á. Mà mày cứ so đo từng chút vậy đâu có được. Mày như đó đủ rồi. Như vậy sao được? Làm ăn chung mà mày cứ vậy hoài, mai mốt sao làm ăn chung mày? Nếu mà anh lên. Mà mày cứ so đo từng chút vậy đâu có được. Mày như đó đủ rồi. Như vậy sao được? Làm ăn chung mà mày cứ vậy hoài, mai mốt sao làm ăn chung mày? Nếu mà anh lên tiếng vậy thì thôi. Bây giờ á, anh cho tôi mượn thêm ít đi. Tháng này tôi hơi kẹt. Được à. Tao nhìn mặt mày là tao thấy mày kẹt. Sao lúc nào mày cũng kẹt hết trơn vậy? Tôi kẹt thiệt mà. Nè mày, cầm đỡ 1 triệu đi. Thêm 500 nữa đi. Thôi mày, cầm đỡ đi. Mai mốt tao có nhiều thì tao đưa thêm. Anh Phú. Hả? Anh làm cái gì vậy hả? Từ ngày mai anh có thể không tới xưởng làm việc nữa. Cô An, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu cô An. Cô hiểu lầm tôi rồi. Anh đừng có giải thích nhiều. Những gì tôi cần nghe, tôi đã nghe hết rồi. Không phải như cô nghĩ đâu, cô hiểu lầm rồi cô An. Còn hai người nữa nha. Hai người coi chừng đó. Gì?
Tụi tôi sợ cô quá. Vậy chắc cô tính báo công an để bắt hai tụi tôi chứ gì. Cô báo đi. Báo đi. Nếu mà thật sự làm ác á thì chuyện đó sớm hay muộn thôi. Đừng có hù nè. Cô mà báo công an á, công an người ta làm việc thì cũng phải có bằng chứng nghe, chứ không phải báo công an là công an bắt tụi tôi liền đâu. Làm ác sẽ gặp quả báo thôi. Cô An, cô An. Mày kêu chi? Tôi mất việc rồi đó. Mất việc hả? Mất việc thì đi theo tao. Anh lo tôi nghe. Thiệt, tí không thể nào nghĩ được là thằng Phú nó lại cả gan nó hại mình như vậy. Đúng là thời gian vừa rồi mình nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Anh ta cũng liên kết với Chanh với Tính. Chuyện này không nhỏ đâu bác Sáu. Con nghĩ mình nên lên báo công an đi. Đúng đó, phải báo công an để làm ra cho ra cái chuyện này, chứ không có thể nào để im cho người ta như vậy được. Thực ra con cũng có điều khó xử tí à. Anh Phú á, dù gì ảnh cũng có một vợ hai con. Bây giờ nếu mà điều tra ra ảnh có dính líu gì ảnh ở tù, rồi vợ con ảnh sống sao tí. Còn Chanh và Tính á, thì mình lại chưa có một cái bằng chứng nào cụ thể để mà bắt họ. Vậy cái ý của con á, bày tính làm sao? Thì tạm thời con cho anh ta nghỉ việc. Còn lại thì để sau này rồi tính. Mình cũng nên chừa cho ảnh một con đường sống tí à. Nhưng mà nếu bây giờ mình dễ dàng bỏ qua như vậy, rồi có khi nào anh ta ôm hận quay trở lại trả thù mình hay không? Thì thấy thằng Nam nói đúng đó. Rồi còn Chanh với Tính nữa. Tía, con nghĩ sau lưng những người này chắc chắn là có người chống lưng. Tại vì với cái chuyện mà thù ghét của họ đối với gia đình mình đó, thì chưa đủ mạnh để họ dám liều mà làm những việc đó. Chắc chắn là họ có người nào đứng ở phía sau, mà cái người này phải thật là nhiều tiền mới có tiền để thuê họ. Nhưng mà cái người đó là ai? Mình phải tìm hiểu điều tra cho kỹ càng. Đừng có vội vàng quá rồi bứt dây động rừng. Không lẽ lại là Liễu? Anh Nam, chưa có bằng chứng cụ thể, anh đừng có kết tội người ta như vậy. Không, tôi thấy có khả năng là con Liễu lắm. Bởi vì thằng cha Năm Toản nó không ưa tía, cho nên mới xúi cháu mình làm cái chuyện này. Chị Bảo Trân ơi, chị Bảo Trân, chị đâu rồi? Ủa, má đi đâu rồi ta? Giờ cái tình hình này là chắc sáng chưa mở hàng á trời. Mà sáng người ta chưa mở hàng mà mình tới mình mắng vốn, mình đổ đồ có kỳ không ta? Mà kẹt cái là mình còn phải mua đồ cho tía chồng của ông Hạnh nữa đi chứ. Hay là mình lấy cái này, mình đâu có ai biết đâu. Vậy đi cho lẹ. Em dặn anh nè, cái bộ đồ này là anh phải tận tay đưa cho tía. À, anh nói cái này là của con dâu. Con dâu có lòng gửi cho tía bộ đồ nha. Nhớ đó. Kỳ này chắc chắn tía anh ổng vui lắm á, vì có con dâu hiếu thảo như em vậy á. Thôi bây giờ anh đi lẹ đi, giờ không có tía em ở nhà. Chứ để mất công tía thấy tía phân bì, tía nói tại sao mua cho bên đó mà không mua cho tía. Thôi đi đi, về bển đi. Mà nhớ tận tay đưa nha. Chắc chắn là tía ổng sẽ vui lắm á. Tía. Tía mới về. Tía. Hai đứa giấu cái gì sau lưng vậy? Dạ đâu có giấu gì đâu. Đâu giấu gì đâu. Ba cái đồ con mua để chuẩn bị mốt. Mà này đồ phụ nữ, thôi tía đừng biết, mắc cỡ lắm. Vậy à. Dạ. Hiểu rồi. Này, đưa anh lên. Thôi đi lẹ đi. Hết rồi hết dí à. Trời đất ơi, bây giờ có cái này luôn hả ta? Thuốc mọc tóc.
mua một hũ tặng ba hũ dầu gội. Dạ tía. Dầu gội cho rụng ha, dầu gội cho gì? À con mới về hả? Dạ. Gì đây? Vợ con tặng quà cho tía. Vợ con hả? Dạ. Trời ơi, vợ con công nhận. Ôi ôi, tôi thương dâu quá trời luôn, nó biết lo cho chồng nó ghê ta. Vợ con nói tặng tía bộ đồ này á, để tới ngày đám giỗ của má tía mặc vô, cho má thấy tía lúc nào cũng tươi mới hết, lúc đó má vui mới yên tâm an nghỉ được. Chuyển lời cảm ơn ha của dạ, tía dạ. Tới vợ con. Dạ. Nó tâm lý quá mày ơi, thiệt tình á. Ờ sao cháu nội tôi sao, có sổ sữa không? Trời ơi, nhờ hả hạnh mát sữa cho nên em bé sổ sữa lắm. Ừ đâu vậy à? Dạ. Sổ sữa lắm hả? Dạ. Nè tháng nghe con, nói gì nói làm công việc thì công việc, nhưng mà cũng chịu khó quan tâm tới vợ con, chăm sóc nó nghe. Dạ nha. Ừ dạ con biết rồi tía. Hạn mà cỏ cây. Con chào chú Sáu, con chào chú Bảy. Ủa bay đâu hả? Dạ con đi đổi nước ở trên chú Dương á. Ủa chứ dưới nhà hết nước ngọt rồi ha? Dạ trời, nhà con khô cằn hết rồi chú ơi. Giờ con phải gánh lên tới trển để đổi nước, vừa mắc mà vừa xa nữa chú. Thôi con đi trời lên trển cho ơi. Kịp hai chú. Anh Sáu à, cái đợt ngập mặn này á, tôi thấy nó nghiêm trọng lắm đó anh Sáu. Thì đó, nó hạn mà cây cỏ thì anh ấy, hồi xưa nó xanh bây giờ nó vàng khè hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ mình phải tính cái cách nào giúp đỡ bà con chứ không mà chết anh à. Khổ thiệt chứ. Alo, dạ chú Dương hả? Dạ con lấy nước xong rồi, bây giờ con chuẩn bị chở qua nghe chú. Dạ rồi con chở qua liền. Dạ. Ủa Lộc. Dạ tía. Ủa mày chở nước đi đâu nhiều dữ à? Dạ con chở qua bên chú Dương với là bà Chính nè. Ủa người ta mua xài sao mua nhiều dữ vậy? Dạ không, mua để trữ hay để bán chứ không phải để xài. Con nghe thằng Tèo nó kể á, nó nói là ổng mua rồi ổng trữ ổng xài á, mà bữa giờ ổng mua ổng bán hết trơn luôn á, giá cao lắm luôn á. Trời đất ơi. Với lại cũng đang mùa nước mặn nè, mua trữ rồi ai cũng mua đầu cơ hết á. Chà, cái chuyện này mà hai người đó cũng nghĩ ra được hay thiệt. Ủa anh đi đâu đây? Đem thùng đi, đem bọng đi đâu ạ? Ở chỗ ông Dương á, bà Chính á, bán nước ngọt ngoại á. Mấy anh có xài á thì ra ngoài mua dự trữ đi. Nhưng mà nghe nói người ta bán mắc dữ lắm đúng không? Biết là mắc, nhưng mà cũng phải ráng mua thôi anh Bảy à. Chứ bây giờ không lẽ để con cháu mình nó nhịn khác, rồi còn nấu nướng tắm giặt nữa. Rồi bây giờ mấy anh có mua thì ra ngoài mua đi nghe, chứ không thôi là không còn một giọt nữa. Dạ lẽ đi, người ta bu đen hết trơn á. Chú đi đi, nước này con chở ra ngoài nè, nhiều lắm. Đó, chú đi ra ngoài đi. Anh Sáu anh Bảy, chú đi nghe. Dạ. Hạn hán kiểu này, ngập mặn kiểu này, vài tháng nữa chắc bà con mình đây chết hết. Anh Sáu nói đúng á. Cứ nghĩ là ông trời đang thử thách con người ta đó sao? Giờ tới đâu hay tới đó, chứ bà con cũng không biết sao. Tía bác Bảy ơi, thôi con chạy con tranh thủ chở nước đi nha. Ừ thôi con chở đi đi. Dạ. Nhiều người á lợi dụng cái khổ sở của bà con để đầu cơ tích trữ kiếm lời. Tôi cũng không hiểu lương tâm ta để đâu. Anh làm gì mà anh ngồi thẫn thờ vậy anh Năm? Tính toán cái gì vậy? Tôi đang tính cái này dữ lắm. Tính cái gì? Chị biết ấp mình bây giờ bị ngập mặn không? Biết. Cần nước ngọt đúng không? Đúng rồi. Mà lên tới thợ sự luôn nữa đó. Vậy hả? Mai là nhà tôi có mấy cái bồn để chứa nước mưa, mà tôi không biết nó cầm cự được bao lâu nữa. Mà tôi nghe cái tin này còn dữ dội hơn nữa. Sao chị? Có một số người lợi dụng thời cơ này bán nước giá trên trời. Đó, tôi cũng nghe. Ủa mà sao người ta làm được mà mình làm được chị?
Là sao? Tôi nghĩ vậy nè, rồi cũng tới cái ngày nào đó mình cũng bị coi như là thiếu hụt nước ngọt như người ta. Cái tự lúc đó mình không có nước dự trữ ở trong nhà, mình phải vác cái mặt mình qua bà Chính với ông Dương mình mua, mà nó để giá cao thắt cổ cái mình tự nhiên mình bây giờ có điều kiện mình không làm. À, thấy được không? Tôi cũng nghĩ vậy. Ấy không, tôi với anh Hùng với nhau mình mua bán đi. Ấy thôi mình mua về mình xài luôn. Mình mua mình xài cái bình trữ. Ừ. Mình bán, thấy không? Bán mình lấy lời thôi. Ừ. Chút đỉnh, thấy không? Ừ. Vậy là ý anh vậy là hay đó. Hay. Tôi định rủ mấy ông bạn thân. Ừ. Rủ cái mấy cái này. Thôi. Làm vậy thất đức lắm. Trời, làm vậy bà con nhìn sao được? Trời luôn. Thôi, thất đức cái gì? Mình mua bán mình bán cái giá rẻ hơn thì cũng làm phước đức cho bà con hàng xóm chứ có gì đâu. Bởi vậy tôi nói anh cứ việc làm đi, tôi đồng ý cái việc mà tôi với anh Hùng làm với nhau. Vậy mình quyết định vậy ha. Quyết định vậy đi chị Tám. À, chị Bảy. Ủa có sao đây nè, chị chợ về hả? Chị ở đây có bán bơ không? Có. Chị làm cho tôi ly sinh tố tôi đem về cho Hạnh nha. Rồi chị đợi tôi tí nha, chị ngồi đó đi. Ủa chị mang về cho con Hạnh nó uống hả? Trời ơi, tôi mua cho con Hạnh đó anh. Ủa nó có sao mà tự nhiên phải nó bồi dưỡng bơ vậy chị? Trời ơi đâu có. Bơ tốt thôi, ăn trái cây tốt thôi chứ có gì đâu. Tôi nghe nói là đứa nhỏ nó sổ sữa lắm phải không? Trời ơi thấy ghét lắm anh ơi. Cái mặt của nó muốn ngắt muốn cắn luôn á. Bữa nào ông nội rảnh qua thăm cháu nội đi. Trời ơi tôi qua liền rồi chứ. Nghe nói nè, con Hạnh á, thấy không? Dạ. Chị cố gắng bồi dưỡng cho nó giùm. Ha? Dạ. Để nó ăn uống cho nó đầy đủ, để nó có sữa cho bi nó uống, nghe không? Trời ơi, anh yên tâm đi. Tao nói con Hạnh á, nó ăn cũng dễ dàng. Bởi tao nói về nhà má đẻ mà, lo cho nó ăn uống đàng hoàng nên nó nhiều sữa lắm. Mà nó giống tôi. Tao nói hồi đó tôi hả, tôi sanh con Hạnh á, tôi quá trời sữa luôn. Bây giờ nó giống tôi, nó cũng nhiều sữa dữ lắm. Dạ, vậy là dư sữa còn gì nữa. Nãy mới vô tôi nghe hai anh chị nói gì mà rơm rã gì vui dữ vậy. Hỏi chị nè. Dạ. Mấy hôm nay á, chị có thấy bà con nông dân của mình á phải đi mua nước ngọt không? Thiếu nước ngọt. Ơi nhắc tới cái vụ này đau lòng luôn á. Thấy mà người ta bán giá trên trời á, trời ơi tội nghiệp bà con quá trời luôn vậy á. Bây giờ vậy nè, tôi với chị Tám á định là mình mua nước về, bắt là mình bán lại cho bà con, rồi kiếm chút đỉnh thôi chứ mình đừng bán giá cắt cổ. Bán giá rẻ thôi. Trời đất ơi, sao anh chị hay quá vậy? Làm vậy là giúp đỡ bà con đó chứ. Đúng người ta rồi. Bán cao quá bà con mua không nổi. Mình làm mình bán cho người ta giá thấp. Mình làm vậy là vậy? Mình giúp người ta rồi. Mình làm vậy cũng giống hay như là làm quá. Lấy công làm lời thôi. Hay quá trời quá đất, tôi ủng hộ đó. Ủng hộ ha. Dạ ủng hộ. Chị Hùng bán nước cho tụi tôi không? Mà cái vụ này hả, cái này cũng tốt mà phải không? Mình bán cho bà con giá rẻ mà. Vậy cho tôi Hùng với. Nhưng mà nè tôi nói trước nha, cái vụ này á anh chị làm ơn kín tiếng đừng cho ông chồng tôi biết nha. Trời ơi ông Bảy ổng không có muốn cho tôi buôn bán kinh doanh gì hết trơn á. Trời ơi ổng mà biết ông chửi tôi đã luôn. Trời ơi cái chuyện này mình làm á là làm cái chuyện tốt, làm phước cho bà con nông dân của mình chứ đâu có làm chuyện gì xấu hổ đâu mà sợ. Kín kín đi tôi không muốn. Mà thôi chị yên tâm đi. Tôi với anh Năm không có nói gì lại cho anh Bảy nghe đâu mà chị sợ. Dạ nhưng mà nói nghe nè, nhưng mà cái vụ này Hùng nhiều hay ít vậy? Để tôi biết tôi còn tính nữa chứ. Chị tính đi. Để tôi đi, tôi tính. Dạ. Ha. Tôi tính ra coi chi phí là bao nhiêu. Dạ. Rồi cái tôi ghi ra giấy trắng mực đen rồi cái nhiêu tôi gửi cho chị với anh Năm. Dạ. Được rồi, thôi chị Tám làm là yên tâm rồi. Trời ơi, tôi nói làm được vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà rồi chị làm sinh tố chưa? Ủa, quên. Trời ơi, làm gì cho con dâu tôi uống? Đợi tôi tí xíu, đợi xíu nha. Làm lẻ lẻ cho con dâu tôi nó uống trời. Rồi. Uống để mà nó còn cho con nó. Làm nghe. Tôi hứa chị tôi không nói cho cái bãi biết đâu. Được rồi. Cảm ơn anh Xui. Hứa luôn, không nói. Lẹ lẹ nghe, làm cho ngon ngon nghe. Để con dâu tôi nó uống nghe. Trời ơi, có liền. Tía, vậy là tía với bác Sáu Bảnh làm vậy luôn hả tía? Đúng rồi đó con. Nói chung là tía với bác Sáu Bảnh con thấy bà con lúc này người ta khổ quá. Tự nhiên bây giờ phải mua nước ngọt với giá cao như vậy thì tía thấy sót dữ lắm, cho nên là tía với bác Sáu á mướn một chiếc xe để mà đi kiếm chỗ mua nước ngọt rồi đem về đây phát miễn phí cho bà con mình có cái nước ngọt để mà xài. Ừ, hay vậy đó hả tía? Ừ. Vụ gì vậy? Ông ơi, ông, tôi mới vô tôi nghe ông nói vụ gì mua nước ngọt hả? Ừ. Nhưng mà mình cũng bỏ tiền ra mình mua vậy. Dạ. Đương nhiên. Nhưng mà mình đi tới tận nơi rồi mình mua tận gốc với cái giá là không có gì đáng kể hết trơn cái trời á. Với lại hơn nữa nè, tôi với Sáu Bảnh hai người hùng nhau rồi đem về mình phát miễn phí cho bà con ở trong cái ấp mình nè. Chứ không lẽ bây giờ mình dương mắt mình nhìn cái bọn đầu cơ người ta bán nước ngọt với giá cao như vậy trong khi mấy người dân người ta còn khổ quá, phải không?
Vậy thì có khác gì ông Thạch Sùng ở trong truyện đâu. Nếu mà mình không giúp. Ừ, nhưng mà đâu phải ai cũng bán giá cao đâu. Cũng có người người ta bán giá thấp vậy, coi như là người ta làm phước rồi. Bà nói chuyện mắc cười quá. Nếu bây giờ mình làm phước thì bây giờ mình tặng miễn phí cho bà con người ta đi. Bây giờ người ta khổ quá, mình bắt người ta phải mua nước ngọt giá cao. Vậy thì chẳng khác nào gọi là đầu cơ, là trục lợi chứ còn gì nữa. Ông nói gì đúng mà không? Nghe quá vậy, gì mà đầu cơ rồi gì thừa nước đục thả câu. Đúng rồi, câu này bà nói đúng á, thừa nước đục thả câu đó. Ông nói gì sao, người ta cũng có tấm lòng, người ta cũng có ý tốt bán giá thấp mà. Chứ đâu có phải... Con thấy tí làm vậy là đúng rồi đó má. Sao? Người ta nói á, là con gái là nhờ đức cha, mà bây giờ con với cháu ngoại á, là đang nhờ đức của tí đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ông ngoại nói đúng là phải không con? Đó, bây giờ ông ngoại đang tích đất á, để sau này mai mốt á, cho cục vàng của má hưởng phước nè. Cảm ơn ông ngoại đi con. Cảm ơn ông ngoại nha. Cục vàng nè. Ủa má, bộ hôm nay quán bán được lắm hay sao mà má tính nãy giờ chưa xong nữa? Để yên má tính xíu, mày nói hồi má quên mất tiêu bây giờ nè. Bà uống nước đi. Má với ông Năm Toản với có bà Bảy Tòng nữa, hợp tác với nhau mua nước ngọt ở bên vùng khác đem về bán cho dân ở trong ấp của mình đi nè. Rồi chừng đó con chở cho má nha. Má trả tiền thù lao cho con đàng hoàng chứ không có lụi đâu, bây đừng có sợ. Cái gì? Má cũng góp mặt vô cái vụ trục lợi đó nữa hả má? Nói gì mà nghe nặng nề vậy. Má cũng bán cái giá thấp hơn chỗ khác chút xíu, như vậy là giúp cho người ta tiết kiệm chút xíu rồi, chứ trục lợi gì trong đó. Như vậy mà không trục lợi chứ còn là gì nữa. Má làm như vậy chẳng khác nào má ăn từng giọt mồ hôi của người ta luôn á má. Thôi đừng làm nữa, má bỏ đi. Bỏ gì mà bỏ, thôi gì mà thôi. Lúc đó nghe, có khối người mang ơn má, vì má bán rẻ hơn chỗ khác nữa à nghe. Rồi á, ít nhiều gì á cũng giúp cho người ta tiết kiệm chút đỉnh mà con. Vậy thôi má tặng miễn phí cho người ta đi, cho đúng cái nghĩa giúp của má. Cái gì? Chứ má làm vậy kỳ lắm má ơi. Trời, mày đi mua nước về bộ không tốn tiền hả? Trời ơi, tiền mồ hôi nước mắt nghe, chứ không phải là của cho không nghe con. Ha, kinh doanh á là phải biết là nắm bắt thời cơ mới làm giàu được, chứ mà u mê mê như con bao giờ mới khá được. Thôi vậy thôi, má thuê người khác chở nước cho má đi. Con không có giúp tay cho mấy người bán nước như má đâu. Rồi, thôi, tao không cần, không làm thì thôi. Má đã quyết định rồi, không có ai bàn cãi gì hết trơn á. Ha, cảm ơn mày à. Thiệt tình, làm vậy cũng làm được. Thiệt hả anh hai? Ừ. Trời, vậy là bắt 6 bắt 7. Làm gì là tốt quá anh hai ơi. Ừ. Hay quá. Hay tốt cái gì? Hay tốt cái gì? Cái đó là ngu chứ hay cái gì? Nè, bây giờ tao hỏi hai bây nè. Hai ông làm vậy phải không? Phát từ thiện mà. Ở đâu? Chỉ tao coi ở đâu. Chưa tía ơi, mới có chuẩn bị à. Dạ, bác Sáu Bảnh với tía vợ con á, đang thuê xe với xuồng để lấy nước ngọt ở vùng khác á, về phân phát cho bà con. Trời ơi, thấy chưa? Chưa có cái gì hết à. Biết đâu hai ông á, dự định trong đầu làm từ thiện, nhưng mà chở rồi nước rồi khó khăn cực khổ mà đã vậy là tốn tiền nữa, cho nên thôi kệ, làm từ thiện chi, bán kiếm lời. Chưa có gì mà nói úm sùm tụi bay bởi gì. Chứ làm không từ thiện có gì đâu, tía. Không có đâu, chắc chắn là từ thiện á, vợ con nói vậy mà. Cái thằng này dễ tin ghê á. Con nói thiệt tía, hai bác mà làm vậy là con ủng hộ hết á. Con hai bác như là thần tượng vậy đó. Tại vì vùng quê của mình á, nè, có nhiều hộ nghèo lắm mà không có nước nữa. Hai bác làm gì là con ủng hộ hai tay hai chân luôn. Con phục sát đất luôn. Mày hay quá, mày ủng hộ ổng ha. Mày ủng hộ hai ổng rồi mày dọn đồ ở mày ở luôn đi. Tía mày đây, mày ngồi đây chần chần một đống vậy mày không ủng hộ. Nè, tao khoái cái nào rõ ràng đó. Thấy không? Bây giờ trong thời buổi vậy thì thôi thì mình đừng có cắt cổ người ta thôi. Mình bán, mình mua giùm bán kiếm lời chút đỉnh vậy được rồi. Trời ơi. Hai ông cũng vậy chứ hai ông đâu có ngu bỏ tiền ra rảnh đi làm từ thiện. Chú nằm năm bù anh. Gì tía? Trong thời điểm này mà tía lấy cái nước đó tía đem bán là tía ác lắm nha tía. Ác gì mà ác? Người đó mới là cái người biết kinh doanh, hiểu không? Đâu có giết người cướp của đâu mà gọi là người ác hả? Nè, chị rất đồng tình với ý kiến của chú Năm. Bây giờ á, mình làm kinh doanh thì mình phải bất chấp điều tiếng.
Còn nếu như không á thì thôi, còn yếu đuối với lại thương người, thôi không có làm kinh doanh được gì đâu em ơi. Chị mạnh mẽ quá hả? Chị toàn là suối mạnh mẽ không à? Suối người ta làm mạnh mẽ không à? Hở chút xíu là suối, hở chút xíu là suối. Rồi sao? Làm gì là thất đức lắm chị biết không? Em đó, chú thấy đó, nó mở miệng ra nó chửi con thất đức không à? Có ngày bị quả báo á. Em mới quả báo á. Thôi 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 thôi, mày hơi chút là mày nói chuyện nó chi? Nó giờ nó bây giờ nó thần tượng nó là cha sáu á với là cha bảy đó. Bởi vì tía tía uống trà nè tía. Ừ à, con. Dạ. Hương nó buồn ngủ rồi, phải con đưa nó vô trong cho nó ngủ đi. Nhỏ này nè, con gái vô ngủ đi con. Dậy đi con. Thôi dậy vô ngủ nghe. Giỏi. Mang dép vô. Chúc con ngủ ngon. Ngủ ngon nha con. Anh Hai Thơm nè, rồi bà Phương Đường nè, ông Xuân Phước nè, rồi chú Mười An nè. Vậy mà cũng được một số rồi chứ. Cái này mới phát động chơi chơi mà thấy nhiều người ủng hộ mừng dễ sợ. Dạ, con thấy tía vậy con cũng vui ghê luôn á. À, vậy sao tụi mình không đóng góp luôn ha? Cho con đóng góp. Ừ hả? Ý, con cũng hùng luôn nha tía. Dạ. Đây, con góp 1 triệu nha. Cái này là mày đóng góp ha? Dạ. Dạ, như việc làm ý nghĩa vậy thì ai cũng muốn đóng góp chứ bác Sáu. Vậy ghi công ty đi ha. Dạ, ghi công ty con cũng được. Ngồi ghi công ty có 1 triệu bạc. Không, không, trời con nữa, có con nữa. Thôi chết, con cũng đem rồi, tiền bạc ở đây. Rồi, để con thêm nữa nè. Tía, cái này của con rồi nha. Nghèo thì nghèo chứ hùng á. Ừ. Bác Sáu ơi, con không có tiền mặt ở đây, không mấy, bây giờ bác Sáu ứng trước đi. Con chuyển khoản cho bác. Trời ơi. Bao nhiêu? Dạ, 10 triệu. Trời ơi, đại diện công ty con đó tía. Ê, tao kêu gọi người ta nhưng mà tía vẫn phải bỏ vô chứ không giống như kiểu mình mượn qua cúng Phật vậy đâu có được. Tao cũng ghi vô, nghèo nghèo cũng cho con đi học mà. 5 chai. Đó, thấy chưa? Thấy bác Sáu không? Hoan hô tía. À, ngồi trong này 5 người mà sao thấy có người im ru không nói gì? Thú. Góp. Góp. Đã gọi là góp thì góp công cũng được, góp của cũng được, góp sức cũng được, thu góp công. Thái độ như vậy là không thích góp công chứ gì. Ừ thì thôi, góp của. Thì thôi bây giờ anh Sáu cho Thu mượn đi. Rồi khi nào mà công an tìm được cái người mà cướp cái bóp tiền của Thu á, thì Thu sẽ lấy tiền trả cho anh Sáu mà còn có lời nữa. Dạ bác Sáu ơi. Thôi khỏi đi. Cái phần của dì Thu á, thôi để con chuyển khoản luôn. Ai mượn? Ai mượn? Dì con. Con tà lanh quá. Cái chuyện của dì Thu mà con xía vô làm cái gì? Cuộc đời cái dì Thu là rất ghét mượn nợ nha. Mà dì Thu có mượn nợ là dì Thu mượn người nào mà dì Thu thích. Hả? Anh ghi giùm cho tôi 500 đô, tôi muốn mắc nợ anh. Wow. 500 đô là hơn 10 triệu đó nha. Đừng có rung tay nha tía. Bà Sáu ghi được không đó? Nợ Sáu rồi đó. Ủa sao tía khóc vậy tía? Sao vậy bác Sáu? Tía mừng quá hả tía? Không biết chừng nào trả. Ủa? Xong hết rồi hả con? Anh Lộc. Ừ. Chú Bảy. Ừ. Người đi đâu vậy? Đi lấy nước ngọt nè. Lấy nước ngọt hả? Đi lấy nước ngọt về phát miễn phí cho dân ha. Nè. Dạ. Con phải nói cho nó rõ ràng, chứ không phải là lấy về bán nha. Là phát miễn phí. Dạ con biết rồi, con khoái vô này lắm. Cho đi chung nha. Con muốn góp chút sức á. Cho con đi đi mà. Cho con góp chút. Thưa bác Sáu, ở đâu lú ra vụ này vậy? Tôi đang hứng ngang, đừng làm tôi mất hứng nha. Kệ cho nó đi đi, để nó phụ một tay một chân, biết đâu cũng đỡ khổ cho anh em tụi mình. Cho con góp chút sức mà bác Sáu. Sao tía? Lên xe đi, còn đứng này phí nữa. Đi, lên lên lên, lên lên lên. Còn chuyện té đó. Biết rồi, không có té đâu. Tôi đứng cái này dữ lắm. Đạp gan à, để tao leo lên rồi. Mày đạp gan cái là chết liền á. Nè mày đứng làm cái gì? Lên luôn đi. Dạ. Nhưng mà
có lên không vậy? Dạ thôi mọi người đi trước đi. Có gì tôi đi sao? Thiệt là buồn ghê vậy đó. Buồn tía con đó. Con có biết là Thu á là phải sắm sửa cái bộ đồ này nè, để cho hòa nhập với miền quê. Rồi Thu còn sắm áo chống nắng nè, nón chống nắng nè, để đi lấy nước với mọi người. Vậy mà tía con á gọi là kỳ thị phân biệt giới tính, không cho Thu đi, tức không? Trời ơi dì ơi, không có phải là tía con kỳ thị đâu. Không kỳ thị thì tại sao lại bắt lạ? Ở nhà đi, ở nhà đợi khi nào mà nước về tới nơi rồi thì đi ra phát nước thôi. Dạ tại vì á, dì Thu biết sao không, mình đi ra đó mình cứ chàng ràng trong khi mình không có phụ được cái gì hết. Với lại hơn nữa cái xe cũng chật rồi, mình mà đi là không có chỗ xếp mấy cái thùng đó gì. Đúng rồi đó. Với lại dì không biết đâu ha. Trời ơi, ở ngoài địa nắng cháy lắm luôn á. Mà da của dì Thu á nõn nà trắng trẻo vậy nè. Rồi ra ngoài hả, nắng nó cháy da gì á, xong nó lên tàn nhang nám hả. Trời ơi, tàn tạ nhan sắc của dì Thu lắm luôn á. Tía cho ba đứa mình ở nhà, vậy là thương phụ nữ mình á. Oh my god, cái chuyện như vậy mà tại sao Thu không hiểu ra được? Có nghĩa là tía con là anh Sáu á, là quan tâm chăm sóc cho những người phụ nữ trong căn nhà này nè. Sợ dạ, đi rồi. Ra ngoài nắng nóng như vậy sẽ làm hư làn da của mình. Dạ đúng rồi. Như vậy là Thu trách lầm anh Sáu rồi. Đúng rồi. Hối hận quá. Nè, cái gì vậy? Chú đang chột dạ nghĩ đến chuyện tía vợ tôi nói bác Năm bán nước cắt cổ đúng không? Sao biết hay vậy? Sao hay gì? Tôi thốn nãy giờ nè, má tôi cũng một vuột, quên rồi hả? Bởi vì mới nói. Tôi nói tía tôi hoài mà tía tôi không chịu nghe. Tía tôi cứ muốn làm theo ý của tía tôi không à. Đúng là gần bực thì đen, gần đẹp thì sáng. Vậy là bác Năm với lại má của tôi bị đen luôn hả? Không phải ý tôi nói vậy. Thôi giờ vậy nè, bây giờ cứ lo phần mình đi. Còn chuyện người lớn á, cứ để họ tự giải quyết. Cố gắng phấn đấu thể hiện bản thân của mình đi. Biết đâu á, sau này tía vợ của tôi lúc đó cho chú với lại Út An tới với nhau sao? Ừ. Cố gắng ha. Ừ. Xong chưa con? Dạ, dạ xong rồi, rồi. Ừ, vô tính tiền đi về. Đi ăn. Ừ. Rồi, xuống đóng cửa xe lại. Xuống nè. Cẩn thận nè. Đặt nước đi. Thôi mua đi bà con, mua đi bà con, mua đi, mua đi. Miễn hỏi, miễn trả giá. Con giá ghi rõ ràng rồi. Nó 30 lần hả? Mắc cái gì? Vậy mà mắc cái gì? Tôi tưởng đâu rẻ. Giá vậy là rẻ rồi. Đừng có mua. Ra ngoài đầu đường có xe nước ngọt cũng sắp ảnh á. Phát miễn phí không tính tiền. Ra đó mà lấy, khỏi mua chỉ tốn tiền. Đi, 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 đi theo tôi, theo tôi. Ôi, lại là sáu bảnh. Thôi mà, chị Tám, cái gì vậy chị Tám? Cái gì? Đây, 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 nè. Cái thằng quỷ đó, quỷ già đó, nó khùng lắm. Nó tới, nó bậy, nó bạ để cho bà con họ đi, lát họ vòng họ mua giờ. Khùng cái gì? Đi! Đi đâu? Đi lại cha sao bảnh có sự việc ra sao? Đi! Rồi, ủa tí đi xin nước luôn hả? Ấy, dắt tiếp. Ai cho bị làm cái chuyện luôn. Ăn cơm nhà làm cái chuyện từ bảy giờ. Con chỉ phát nước miễn phí với người ta thôi mà. Đi về. Sao bánh? Ông trời bức cưng tôi phải không? Lộc, đi về. Nè, để cho nó làm mà. Đi về. Đi về liền tao. Đi. Nè, rồi rồi. Nè, để lên da nha. Đó, khi phụ người ta đi con. Rồi. Giờ sao tí? Thôi kệ đi. Thứ đó là cái thứ ganh tị, hiểu không? Bên bển nó bán, bên này mình tặng mà. Anh thử lôi con về là đúng rồi, thôi kệ đi. Cái bà con tới mình cứ cho, vậy thôi. Dạ thì... Vô đi, nắng. Dạ.
Lúc sau tới thì mình ra phát nữa. Vô nghỉ đi. Dạ. Đi chị hai. Bên này cái chỗ đó là bà nổi nhất đó nha. Sao hả? Đỏ quét à. Thu mà. Nhưng mà tôi nói thiệt, bữa nay á, thiệt sự trong lòng tôi nó hả hê vô cùng à, phải cho mẹ tám điệu dân cha năm tỏ một bài học như vậy á. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi đã trong người gì đâu á. Nè, nhưng mà cái vụ này á, thằng Khang với thằng Lộc á là cũng mệt với ba má tụi nó à nghe. Con thấy dì Thu nói đúng á, làm vậy thì tội cho Khang với Lộc quá. Xì, bài hơi đâu mà lo. Tụi nó lớn hết trơn rồi, tụi nó cũng biết suy nghĩ tụi nó mới làm chứ. Chứ đâu phải thì ai xúi dục gì tụi nó đâu mà. Ừ, vậy mắc mớ gì phải sợ. Tụi nó làm đúng mà chứ đâu phải làm sai đâu phải không? Vậy thì ngày mai á, mình còn đi lấy nước ngọt nữa không? Có chứ sao không có. Mình phải lấy nước ngọt cho đủ chứ. Ừ, còn có ý như vậy được không tí? À, mình tới cái khu vực nào gần chỗ mình có bán nước ngọt á, mình tới đó mua luôn đi. Vừa tiết kiệm tiền nè, vừa tiết kiệm tiền vận chuyển của xe nữa. Cái số tiền dư ra cái mình mua thêm nước ngọt để tặng cho bà con, được không tí? Tao thấy bay càng lúc càng thông minh giống tía ngàn. Tính cái chuyện này được. Ờ, với lại dạ, bữa nay đứng cả ngày rồi, bây giờ đói muốn rụng rúng luôn á. Ấy xuống coi dọn cơm ăn. Ủa, bà Sáu, cả nhà mình đi từ sáng tới giờ đâu có ai nấu cơm đâu mà có mà anh. Hen, không ấy chạy đi mua đồ ăn đi con. Dạ, để con đi mua cho. Vậy đợi con nha. Thấy ghét không? Vậy cho vừa. Kiếm cái thế nào đàng hoàng chút xíu được không? Chứ cái thế này mỏi quá. Vậy cho vừa hai thằng mày. Đúng là đuổi ông tay áo mà. Lộc ơi là Lộc, mày mê vợ mày, mày mê cái gì cũng vừa vừa thôi Lộc ơi. Mày mê cái gì mà nó biểu mày làm cái gì mày cũng làm cái nấy là sao hả Lộc? Nó mê vợ, con là vợ đi. Thôi mày bỏ xuống đi, tôi mày bỏ xuống đi, bỏ xuống đi. Dạ, cảm ơn bác Năm. Ừ, bỏ cho nó bỏ xuống đi. Nè, nó có vợ, nó mê vợ, nó không nói gì đi. Ông nội con tôi nè, chưa có được cái gì luôn á. Anh nói thẳng đại đi, cái gì là cái gì? Nó ăn cái gì nó quen má, gái mình nó ngu, dễ sợ ngu luôn. Anh Năm, anh đang ở cái quán của tôi. Anh có gì thì anh chửi gì cũng vừa vừa thôi, đừng có ác quá vậy anh Năm. Trời ơi, anh chửi lịch sự chút xíu anh Năm. Sao được lịch sự? Trời đất ơi, sao lịch sự được? Tôi vậy là vừa, cái mặt nó ngu vậy, thấy không? Nó ngu, giống ai mà nó ngu. Tí hay nói mà con giống tí mà. Cái lúc ngu này mà mặt mày không giống tao chút nào á. Bình thường mày thông minh mà mới giống tao nha. Mà đạt đổ chén cơm của tôi, chị thấy không? Lộc, nhìn má đi con. Con nhìn thẳng vào mặt má đi con. Con có thấy rằng ngày nào tuổi đã già rồi lại còng lưng kiếm từ đồng từ cắt như vậy, khi không rồi mày cái là trời ơi. Con phản đối nha. Phản đối cái gì? Cái này má nói con thấy có phần không có đúng rồi đó. Sao không đúng? Con đã nói với má rồi, con kêu má sang cái quán đi, con chăm lo cho má, cho con đủ sức con chăm lo mà má không chịu. Rồi bây giờ má lôi cái chuyện này ra, má dằn vặt con. Con có phản đối luôn. Phản đối gì? Con phải dùng lên mới được. Con đã nói rồi, tí làm mấy chuyện này là không có được đâu. Trời, dân trong xóm mình còn khổ quá trời luôn. Mà giờ mình đi bán nước vậy mà đó là một cái điều ác, sẽ bị quả báo. Người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cha bán nước cái gì, con thế nào con bán thân à? Ai mua? Ai biết? Nói gì á? Bởi vì ha, hai cái thằng này cho vừa. Đứng lại trong cũ. Ai nói chắc kệ người ta. Trời ơi, đừng sơn kỳ vậy. Nói cái vụ quán nước bán thân chi vậy? Cái tội nó ghép méo vô không định gì hết nha. Ai nói gì mà kệ người ta, biết không? Nè, tụi bay có biết không? Đâu phải không không này. Tụi tao với má tụi bay, không cũng phải đi mua nước về, cũng mướn xe chở về. Rồi nhờ người ta chiết ra từng cái bình này, không phải trả tiền cho ta, rồi kiếm chút đỉnh đồng lời thôi, cũng bằng cái công sức lao động, chứ có làm lừa gạt gì ai đâu mà tụi bay nói tụi tao ác ôn gì hết. Bộ tụi bay tưởng là nước ở trên trời đổ vô lu của hai ông bà già này sao vậy hả? Phải không huynh? Ừ. Vậy chứ tại sao tí vợ con làm được mà má với lại bác Năm không làm được? Đó. Tí vợ con cũng làm từ thiện vậy. Đúng rồi. Phát nước cho người ta có lấy tiền bạc gì đâu. Dạ sao đâu phải là không tốn chi phí đâu. Cũng tốn chi phí vậy. Mà sao giờ trong sống giống như là siêu anh hùng vậy đó. Mày im lại. Thấy cái mặt ông đỏ lên kìa. Ông lên tăng sông đó cho mày đây. Mà con nói nghe ha, trong cái thời gian đang ngập cái chỗ mình đang bị ngập mặn nè. Cũng tại vì mình với tía mà anh hai với anh Khang bị chửi sấp mặt như vậy.
mình có nên vô nói đỡ cho họ một lời không? Là sao là sao? Người ta rủ, người ta chửi luôn. Đúng rồi, người trong xóm nói nè, ăn thất đức á. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta nói ông Năm á tính riết mà thôi. Mày nghe, mày bị chặt chai cá bảnh không? Cho ăn cái bùa gì á, bùa ma thuốc lá gì đó. Rồi bây giờ mày giết mày, mày bị người chán rồi. Giống như sai khiến mày. Chả nói gì mày làm cái đó, chả nói gì mày làm cái đó. Mày thôi nữa mà ông lên máu ông tăng xong ông chết là tại vì hai đứa tụi bay á. Mày đi, mày đi khỏi mặt tao. Tôi nhìn mặt mày hồi tôi tăng xong rồi. Anh Năm ơi, Năm có sao không Năm? Thôi hai đứa tụi bay đi. Đứng đây một hồi chàng ràng là tới tao bây giờ nè. Tao lên tăng xong à. Để ông tao lo cho. Đi đi. Đi lẹ lên đi. Bác đám nhắc giữ tăng xong mà tiến lên tăng xong liền luôn. Bác đám nói chuyện linh quá. Có sao không? Đi đi mà, mày nói nhiều quá. Làm việc tốt mà bị chửi sắp mặt luôn. Bởi vì mới nói. Biết sống sao nữa. Bởi vậy giờ không biết nói gì luôn. Nói gì nữa giờ? Phận làm rể làm con khổ quá. Ủa cơm Út đi đâu ạ? Anh, tại bữa nay phát nước á nên tía kêu em ra ngoài mua đồ ăn về. Cũng đâu có nấu nướng gì đâu. Anh ăn gì chưa? Về nhà ăn chung với em với tía đi. Ăn chửi no rồi. Hai đứa luôn. Ừ. Thôi để anh chạy về nấu cơm cho tía. Rồi dỗ ngọt ổng, diễn bán nước ngọt nữa. Ừ thôi về dỗ ngọt ổng đi. Ổng chưa có ngọt thì cho ổng uống nước ngọt cho ổng ngọt. Giờ hơi anh, chua ha. Em xin lỗi nha. Tại vì chuyện nước ngọt mà anh với tía hụt hạch như vậy, em thấy có lỗi nhiều lắm. Có gì đâu. Tài tính của tía anh vậy đó. Ổng căng vậy thôi á. Ai nói ngọt ổng là ổng xìu à. Ừ. Tính của bác Năm cà khịa giống tía mình. Thôi anh ở đây đi. Chừng nào hết buồn vậy. Mặt anh đang buồn lắm. Ừ. Anh về nghe. Ừ. Thôi anh hết buồn rồi, mình đi về. Ủa chứ anh định còn buồn là ở đây hoài luôn á hả? Ừ, tao cũng đâu có ngu đâu, thôi đi. Dạ thưa tía, con mới về. Tía đồ ăn về rồi, mình ăn cơm đi tía. Thôi ăn uống gì, cũng từ từ đi. À Lộc, chiều nay con có rảnh không? Dạ chiều nay con không có chở hàng, có gì không tía? Ờ, nếu bay không chở hàng thì bay chở tía qua bên kia cồn coi thử coi chuyện nước non ra làm sao, đặng mình mua mình phát từ thiện thiếp. Dạ, để con chở tía đi. Anh. Ừ? Má rầy dữ không vậy? Biết tính má rồi. Đâu có rầy dữ đâu hai. Em đi ngang qua hả? Em thấy bác Tám chửi anh Hai với lại anh Khang đó. Mặt mày không ngóc lên nổi luôn. Hai người đó sao mà cố chấp quá. Cái chuyện con cái mình làm từ thiện thì mình ủng hộ chứ. Làm cái gì mà khó khăn. Bởi con với anh Khang bị chửi quá trời luôn. Còn Khang tội nghiệp lắm thía. Bị bác Năm chửi hả? Ngóc mặt không nổi luôn. Mà Khang anh hùng lắm nha. Nó cự cãi lại luôn nha. Mà cũng nhờ nó cự cãi lại mà con với nó bị phạt chồng chéo chân lên nhau mỗi chân muốn chết. Thôi vô ăn cơm đi, mệt quá. Ủa, dì Thu với lại anh Nam đâu tía? Đang nghỉ chồng á. Thôi dạ. Mình vô ăn cơm tía. Ăn cơm tía. Về tới nhà rồi hết á. Sao đi chậm vậy? Cái cầu thì sao mà nó đi nhanh quá vậy? Ngắn quá. Thôi tới rồi, em phải về nhà em. Anh mang ít trái cây với lại ít đồ để lên bàn thờ cho má giùm em nha. Bữa nay là đám giỗ của má anh mà. Má anh mà còn sống, biết được có con dâu lo cho má vậy, má khóc luôn á. Có thiệt vậy không? Mà thôi anh về đi, chứ không trễ bây giờ. Thôi, em về chung với anh nha. Về ăn đám giỗ luôn. Thiệt hay giỡn chơi vậy? Đi về ăn đám giỗ nè. Nè nè, cái vụ này là không có dám đâu á nha. Sao vậy? Tí em với tí anh chưa có hòa thuận mà em đi qua đó. Thôi đừng có gây thêm rắc rối nữa anh. Tí anh không có la cái chuyện mà anh với em nữa đâu. Thì em biết là tí anh không có sao, không có câu nệ gì hết. Nhưng mà tí của em vẫn còn giận lắm. Nên nói chung là anh đi về đi, em về nhà em cho nó yên ha. Em đi trước đây. Em về trước đi. Anh nhìn theo em chút xíu rồi anh về sao?